Audiobook Chúng ta là những đứa trẻ cô đơn. Tác giả Dưa Hấu Hạt Tím. Một quyển sách dành cho những năm tháng tuổi trẻ nhạt nhòa đã trôi qua một cách vội vàng và tiếc nuối, cho những con người luôn cô đơn trong chính tâm hồn của mình. Ai mà chẳng cô đơn, một lần, hai lần hay là cả đời tồn tại chỉ vì cô đơn. Đây là thời đại của cô đơn. Phần 1. Tuổi trẻ và cô đơn. Một vài năm trước, tôi đã từng đi ngang qua con đường mang tên là tuổi trẻ. Con đường rất dài và đầy ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ là một hướng đi khác nhau. Khắp chặng đường dài đằng đẵng ấy, tôi đã chờ đợi rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc, một đời dài như thế lại chờ không được an yên. Một hành trình đầy ngã rẽ như thế lại chạy không thoát khỏi cô đơn. Tiêu đề: Chúng ta đều là những đứa trẻ cô đơn. Trên thế giới này, mỗi người trong chúng ta đều đã từng trải qua vô số lần tủi thân và đơn độc. Dẫu cho ngoài kia có hàng ngàn, hàng vạn người vây quanh, cùng bạn trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó, họ cũng rời đi, bạn lại cô đơn, lại tủi thân. Thực ra, vô số lần chuyện trò đó chỉ là giúp bạn xua tan đi nỗi cô đơn ẩn sâu trong lòng mình mà thôi. Chúng chẳng thể nào phai nhòa, dẫu cho bạn có cố đến mấy. Nỗi cô đơn đã ăn mòn vào từng tế bào của cơ thể và tâm trí con người. Nhất là khi bạn chỉ có một mình, dù cho trước đó vừa đi chơi cùng bạn bè về, vừa cùng gia đình trò chuyện vui vẻ, hay là vừa cùng người mình thương nói đôi điều, thì sau cùng, khi chỉ còn một mình, nỗi cô đơn lại trỗi dậy. Chúng ta thường sẽ sợ hãi sự cô đơn, không muốn nó xuất hiện nên luôn muốn kết giao thật nhiều bạn, quen biết thật là nhiều người, để lúc nào cũng thật vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Bạn đừng cho rằng như thế là ổn, vì khi nhắm mắt, bạn sẽ lại quay về với trạng thái cô đơn mà thôi. Hoặc là có người không hề sợ cô đơn, đôi khi lại thấy thích nó nữa kìa. Họ sống cùng cô đơn, xem cô đơn như là một phần của cuộc sống. Ranh giới giữa thế giới quan bên ngoài và thế giới riêng của bản thân được phân định rõ rệt. Cho dù họ có khát khao được làm bạn với nhiều người, nhưng sau cùng họ lại chọn đơn độc. Tôi từng đọc một câu của Haruki Murakami như thế này: làm gì có ai thích cô đơn, chỉ là không thích thất vọng mà thôi. Đúng là như thế. Thử nghĩ mà xem, giữa hơn 7 tỷ người trên trái đất lại chẳng có ai thuộc về ta. Như thế không phải là quá mệt mỏi cùng tuổi thân hay sao? Cho dù bạn có quen với cô đơn đi chăng nữa, nhưng cũng sẽ có lúc bạn muốn ai đó bên cạnh vỗ về tấm lưng yếu mềm của mình khi mà giông bão đến, hay là ôm ấp trái tim cằn cỗi, chằng chịt vết thương mỗi khi cơn đau hiện về. Hẳn rồi, hai người yêu nhau đôi khi cũng thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của hai người. Đám bạn chuyện trò, quen thân suốt bao năm, thỉnh thoảng cũng cảm thấy bản thân dư thừa và đơn độc trong chính cuộc trò chuyện ấy. Bố mẹ không hiểu con cái không hiểu bố mẹ, nên đâm ra đôi lúc cũng thấy tủi thân rất nhiều vì chẳng ai hiểu được ai. Bạn cho rằng kết thật nhiều bạn thì sẽ không cô đơn là bao, như vậy vẫn tốt hơn là mãi mãi chỉ có một mình. Không đâu, nhiều người ôm hy vọng mối quan hệ mà bản thân khó khăn có được sẽ mãi mãi bền lâu, nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại thất vọng. Cho nên, bản thân dần dần thích cô đơn, đơn độc hơn là bạn bè ở bốn phương. Cuộc sống đơn độc và cô độc điển hình là như thế này. Đi ăn, mua sắm, xem phim một mình cũng chẳng có gì lạ kỳ. Cảm thấy không vui thì sẽ trốn vào một góc, ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, tai đeo phone mà nghe nhạc. Hoặc là lướt điện thoại, thông báo không có, tin nhắn cũng không, vậy mà cứ lướt hết cả trang mạng xã hội xem có thông tin nào thú vị hay không, rồi tắt màn hình, sau đó lại tiếp tục như cũ. Sự thật vốn là như thế, quen dần với cô đơn, ngoài việc giết chết bản thân ra, thỉnh thoảng cũng khiến bản thân đỡ phải ôm lấy bao nhiêu là thất vọng cùng nỗi đau. Tiêu đề: Dành cho những ai đang phải đối mặt với mệt mỏi và đương đầu với trầm cảm. Một ngày nọ, khi bạn cảm thấy cuộc đời này mệt mỏi quá thì hãy chạy trốn đi. Chạy vào một góc nào đó, yên lặng nhìn bầu trời, nhìn bản thân mình hoặc là nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp để tự an ủi bản thân một chút. Một ngày nọ, khi bạn thấy bất lực quá thì hãy thử buông bỏ một chút, đi đến một nơi nào đó mà bạn cảm thấy bình yên,
hoặc là hãy cứ yếu đuối bật khóc. Một ngày nọ, khi bạn cảm thấy không còn muốn sống nữa, thì đừng vội tìm đến cái chết. Bởi vì bạn biết đấy, tội lỗi lớn nhất của loài người là tự kết liễu cuộc đời của mình. Khi bạn nằm xuống rồi, giữa những người vì bạn mà rơi lệ, với người thờ ơ chẳng quan tâm, thì ai sẽ nhiều hơn? Đừng vội từ bỏ, hãy nghĩ về những người yêu thương và quan tâm bạn. Dù họ ở đâu, ở cạnh bạn hay là cách xa bạn cả dặm đường, thì ít nhất cũng hãy vì họ mà tiếp tục sống. Còn nếu như bạn thật sự mệt mỏi rồi, thì tôi chẳng thể khuyên bạn được nữa. Mọi thứ do bạn quyết định. Nếu một ngày trong bộn bề của cuộc sống, bạn phải chịu tổn thương và vấp ngã, thì hãy mạnh mẽ lên, đứng dậy và bước tiếp. Còn nếu không đủ mạnh mẽ, thì hãy yếu đuối mà khóc một trận thật to. Mọi điều sẽ trôi theo dòng nước mắt. Nếu một ngày bạn chỉ muốn sống một mình thì cũng chẳng sao cả. Hai người thì vui, còn một người thì vẫn sống tốt. Chẳng ai trên thế giới bắt buộc phải sống cùng nhau đến trọn đời. Dù bạn là ai hay tôi là ai giữa cuộc đời này, vẫn hy vọng những con người đang lầm lỡ, đang chịu tổn thương và đang phải chịu đựng sự trầm cảm sẽ tìm được con đường và niềm vui để có thể sống tiếp. Đừng vội kết thúc sinh mệnh đáng quý của mình. Lá thư gửi những con người đang phải chịu tổn thương, giữa cuộc đời bộn bề sóng gió, sẽ có người vì bạn mà rơi lệ. Tiêu đề: Chắc gì mình đã hiểu nhau. Bạn của tôi trải qua 3 lần yêu, mối tình nào cũng chóng vánh, đều không phải là do bạn tự động buông tay mà là do đối phương. Cứ mỗi lần yêu như thế, bạn đều rất đắn đo. Mối tình đầu là thời trung học. Bạn nói giờ nghĩ lại, cảm thấy khi ấy chỉ là tình yêu trẻ con. Mình chưa kịp trả lời, bạn đã nói tiếp. Nhưng dù là trẻ con, thì khi yêu cũng có một loại tình yêu trẻ con nghiêm túc chứ nhỉ? Tôi gật đầu. Cho dù có là tình yêu của một đứa nhóc 5 tuổi, thì cũng được coi là tình yêu rồi. Dù nó có hiểu yêu là thế nào hay không, hay chỉ là một chút cảm tình dành cho người mà nó để ý. Bạn của tôi là một cô gái không thích tâm sự nhiều điều, mà mỗi lần muốn nói là lại rất nhiều chuyện đau đầu. Bạn bảo, nhiều khi muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu nói với ai. Bạn cảm thấy bản thân nếu nói ra thì thật là ngốc nghếch và phiền toái. Bạn tôi là một người lý trí, đây là điều đáng ngạc nhiên với một người nhạy cảm như thế. Nhưng mỗi lần bạn chọn nghe theo tình cảm, mở ngoặc, sau nhiều lần suy nghĩ, suy tính, suy tùm lum, đóng ngoặc là y như rằng sẽ lại chịu tổn thương. Nếu là người thân quen với bạn, bạn sẽ dễ dàng hình thành thói quen thân thiết với người đó, rồi cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Nhưng bạn của tôi cũng có một tật xấu, nếu như mối quan hệ giữa hai người dần mờ nhạt, bạn sẽ chẳng làm gì cả. Tôi mới nói, như thế chẳng phải là đang tự hủy bỏ một người quan trọng hay sao? Bạn nói, có khi cũng chỉ là do tính hay suy nghĩ của mình mà thôi. Chắc gì đã như thế. Nhưng tôi biết bạn đang rất buồn trong lòng và mỗi ngày trôi qua đều phải dằn xuống sự bất an cùng khó hiểu ấy. Bạn muốn hỏi, hỏi nhiều lắm, nhưng lại sợ là do bản thân suy nghĩ nhiều. Nếu hỏi, người ta cũng chẳng nói thật lòng. Bạn cũng muốn chủ động, nhưng lại sợ bản thân thành kẻ phiền phức và đã một vài lần bị lờ đi. Tôi chỉ thở dài. Đúng thật, bạn suy nghĩ rất nhiều. Bạn tôi không giống như tôi, cái gì bạn cũng giấu trong lòng. Khi gặp mặt, bạn sẽ như là bình thường, chẳng có gì xảy ra. Cũng chẳng thể biết bạn có buồn hay không. Nhưng có vài lần tôi để ý, đằng sau những cuộc vui, bạn đều lặng thinh. Trong đám đông, bạn lại thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Trên đời này, có rất nhiều người mang tính cách khác nhau. Một số người chúng ta chẳng thể nào hiểu nổi họ và cũng chẳng thể nào bước chân vào cuộc sống của họ để làm xáo trộn nó lên. Một vài người trở thành bạn bè, thành tri kỷ của nhau, nhưng giữa họ vẫn còn một khoảng cách mờ nhạt và sự riêng tư chẳng ai có thể khai phá hay là có quyền động chạm đến. Có lẽ đôi khi bạn sẽ thấy tức giận vì cái tính khí ấy. Bạn đừng hỏi hay là trách họ vì sao lại giữ bí mật rồi tự ôm một đống chuyện như thế. Đang cố chứng tỏ điều gì? Chúng ta đã quên mất rằng, ngay cả với chính cha mẹ, chúng ta còn không thể chia sẻ hết với họ còn gì.
Thấu hiểu và trao cho ai đó sự an toàn khi ở bên cạnh bạn là một điều rất khó. Tiêu đề: Có một vài kiểu khi buồn. Có người giữ sự im lặng khi tâm trạng tuột dốc, không động đến ai, cũng không muốn ai động vào mình. Tự bản thân tách khỏi mọi mối quan hệ, mọi sự hiện diện của thế giới để giam mình trong sự tĩnh lặng ấy, im lặng và chỉ im lặng mà cho qua nỗi đau. Có người cười tươi, thật là tươi, lại hay làm mấy trò ngốc nghếch điên điên hơn thường ngày để che đi cái vết thương trong lòng. Kiểu người này rất khó để biết được, bởi vì bình thường họ cũng vui tính như thế, nên nếu có làm lố hơn thì cũng chẳng ai nhận ra, trừ phi là người tinh tế và hiểu họ. Có người phơi bày tất cả mọi nỗi đau cùng với vết thương lòng cho người khác xem, rồi nghe nhiều lời an ủi động viên từ nhiều phía, dựa vào người bên cạnh và trút hết buồn phiền khiến trái tim họ yên bình hơn một chút, nhận ra bản thân không cần phải một mình vượt qua. Có người tâm lại tĩnh lặng như nước, vẫn bình thản sống, bình thản nhìn đời trôi qua một cách lặng lẽ. Đối mặt với nỗi đau cùng dông bão trong lòng cũng chẳng hấp tấp hay là lúng túng. Dùng sự bình thản ấy để xếp các vết thương lên nhau rồi từ từ chấp nhận, chịu đựng. Tiêu đề: Đây chỉ là đôi dòng về câu chuyện cũ mềm. Tôi có một người bạn, chúng tôi không hay nói chuyện, có đôi lần nói với nhau những cái câu thoại cục ngủng. Dưa này. Ừ, sao thế? Chỉ là muốn nghe giọng. Có chuyện gì à? Ừ. Có muốn tâm sự hay không? Không. Ừ. Và như thế, chúng tôi đã để điện thoại im lặng suốt 1 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Dù không hay tâm sự, nhưng chúng tôi vẫn có sự kết nối với nhau. Đối phương không muốn nói, tôi không gặng hỏi, đến lúc tự nhiên sẽ nói. Hay như là cô bạn của tôi, bình thường nhắn tin sẽ không dùng icon là 2 cái dấu nháy. Nhưng mỗi lần dùng, thế nào cũng đang có chuyện buồn. Tôi không biết người ngoài thế nào, nhưng đối với tôi, icon đấy chẳng tượng trưng cho sự vui vẻ. Tôi chỉ thấy nó khó chịu khi nhìn thấy nó và luôn thấy buồn mà thôi. Tôi hỏi cô ấy, đang có chuyện không vui à? Cô ấy trả lời là không, nhưng dòng icon lại không như thế. Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói, buồn thì nói buồn, vui thì nói vui, cứ như thế, tao bỏ mặc đấy. Thế là cô ấy cũng chịu nói sự thật, sau đó chúng tôi tâm sự cả đêm. Có một vài người, khi bạn đã thân thiết với họ, sẽ dễ dàng nhận ra tâm trạng của họ hiện tại như thế nào và hiểu được điều gì cần thiết ngay lúc này đối với họ. Là sự im lặng lắng nghe hay là nói những câu an ủi, tuy là thật tâm nhưng có khi lại sáo rỗng. Một người cô đơn khi nói chuyện với một người cô đơn khác, họ sẽ tìm thấy điểm chung giữa hai người. Nhưng dù có nói nhiều bao nhiêu thì giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách khó phá vỡ. Cô đơn vẫn là hoàng cô đơn. Cô đơn trong chính tâm hồn của mình, mỗi câu nói lại phảng phất nỗi buồn kỳ lạ. Có khi sự thân thiết ấy lớn đến nỗi bạn không cần nói mà đối phương cũng hiểu bạn đang nghĩ gì, qua từng câu chữ, từng âm điệu, từng hành động. Ngoài mặt, chúng ta có thể là đứa trẻ hay cười, hay nói, nhưng khi một mình thì sẽ như thế nào nhỉ? Đứng ở một vị trí, quay đầu lại, tìm người để giải bày một chút, nhưng chẳng có ai. Khi bạn rối bời, lục tung tâm trí xem nên tìm ai, cuối cùng lại không có ai thích hợp. Như thể là chúng ta có nhiều bạn, nhưng người thật sự làm ta tin tưởng lại chỉ có một vài người. Cuối cùng là im lặng. Bạn thấy đấy, rốt cuộc đằng sau khuôn mặt mà bạn luôn sử dụng để bước ra ngoài xã hội là như thế nào đây? Tiêu đề: Những khoảng không ký ức. Dạo gần đây, tôi thường hay nhớ lại những chuyện xưa cũ về những mối quan hệ, những người đã đến và rồi rời đi. Tôi nhớ đến một vài người bạn ngày trước đã từng rất thân quen. Chúng tôi hứa hẹn với nhau nhiều điều, chia sẻ những bí mật của bản thân, trao đổi những câu chuyện mà mình từng nghe. Chúng tôi khi ấy là những đứa trẻ đầy nhiệt huyết xuân xanh. Tôi nhớ đến người bạn cấp 1, ngày đó còn bé quá, tôi lại dở tệ cái môn mỹ thuật. Thế là cô bạn cùng bàn sẽ vẽ tặng tôi một bức tranh, chỉ cần tôi đổi một đôi giấy. Còn cả hai bạn dễ thương đằng sau nữa, bốn người chúng tôi khi ấy rất thân. Tôi nhớ đến người bạn cấp 2, năm nào cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cà tàng,
đạp mỏi cả chân. Còn có cả cô bạn trưởng thành trước tuổi hay cùng tôi trò chuyện, cùng nhau làm những chuyện chỉ có những người bạn thân thiết với nhau mới dám làm. Chúng tôi còn sưu tập sticker và hình dáng của thần tượng mà cả hai cùng thích khi ấy. Tôi nhớ đến những người bạn năm cấp 3, yên lặng bên nhau trong không gian lớp học, tách biệt với xung quanh, chỉ có chúng tôi nô đùa. Tôi nhớ đến người bạn khi tôi 18 tuổi, bạn ấy là một cô gái vui tính hòa đồng, còn có cả cậu bạn bốc đồng. Chúng tôi đã từng cùng nhau hứa hẹn những cái câu mà mấy đứa bạn thân hay nói: sau này xây nhà cạnh nhau nhé, để có gì qua ăn cơm ké, đại loại là như vậy. Nhưng sau đó, chúng tôi từng người dần xa cách, có nhiều lý do lắm, nhưng có lẽ lý do lớn nhất vẫn là thời gian và không gian. Chúng tôi dần xa nhau, chuyển trường, đổi lớp, chuyển nhà. Cứ thế, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, những người từng gắn bó đã không còn nữa. Những câu chuyện vốn dĩ sẽ tâm sự cùng nhau cũng không còn. Thực ra, sự liên kết giữa con người với con người cũng chỉ là sợi dây duyên số mỏng manh và yếu ớt. Chỉ cần vô tình cũng có thể bị đứt. Chúng tôi nói chuyện ít đi, liên lạc với nhau bằng mạng xã hội cũng ít dần. Chẳng ai nói với ai một lời, hoặc dẫu có nói cũng chỉ là vài ba câu nhạt nhẽo. Bạn có cuộc sống của bạn, cùng kết giao với những người mới và tôi cũng như thế. Nhưng đôi khi, nhìn thấy người bạn từng thân thiết với mình sánh vai bên người khác, trò chuyện vui vẻ, trong tôi luôn có cảm giác rất buồn. Có một vài người vẫn giữ liên lạc, nhưng cũng chỉ nói vài lời sau một khoảng thời gian dài. Giữa chúng tôi đã có một khoảng cách. Cậu ấy không còn chia sẻ với tôi nhiều như trước, cũng chẳng hay hẹn gặp nhau đi chơi nữa. Thế thì, một mối quan hệ khi đã vỡ tan có phải là lỗi từ một phía không? Chẳng phải đâu. Cũng giống như Higashino Keigo có nói, mối liên hệ giữa người với người bị cắt đứt không phải vì một lý do gì cụ thể, mà không, kể cả ngoài mặt có lý do đi nữa thì cũng chỉ là lời bào chữa được viện ra sau đó. Bởi lẽ, nếu tâm trí chưa xa rời nhau thì khi xảy ra chuyện gì khiến mối liên hệ có nguy cơ đứt gãy, chắc chắn phải có ai đó cố gắng hàn gắn lại. Không ai làm như vậy, chứng tỏ sự gắn bó đã hết. Thế nhưng, thật ra có một vài mối quan hệ chỉ cố gắng hàn gắn từ một phía là điều không thể, và như vậy, người còn lại cũng đành từ bỏ. Có người từng rất thân thuộc, sau đó dần mờ nhạt. Có người từng rất gắn bó, sau đó dần rời xa. Có người cứ ngỡ là sẽ mãi bên cạnh, cuối cùng cũng biến mất. Mọi mối quan hệ trên thế giới này có vẻ như chẳng có cái nào gọi là mãi mãi. Thật là đáng buồn, nhưng mà cuộc sống là như thế đấy. Mất đi một người bạn từng thân thiết còn đau lòng hơn cả kết thúc một mối tình. Tôi lại nhớ đến những người từng đi ngang qua cuộc đời của mình trong những cuộc tình chóng vánh. Nói là những, nhưng chỉ có ba mà thôi. Chúng đều xảy ra trong ba giai đoạn khác nhau. Tôi không biết khi ấy đứa trẻ mà tôi đã nghĩ gì khi kết thúc những câu chuyện tình đấy nhỉ? Phải chăng là rất đau lòng? Chắc là như vậy rồi. Dù cho ở độ tuổi nào thì cũng sẽ nghiêm túc trong một mối quan hệ khác giới hay kể cả là đồng giới. Sự nghiêm túc của tuổi 13 khác với sự nghiêm túc của tuổi 16, tuổi 18 thì lại càng khác xa. Có lẽ khi bạn 30 tuổi, bạn sẽ cảm thấy tình yêu tuổi đôi mươi rất là vô vị. Khi bạn 20 tuổi, bạn cảm thấy tình yêu tuổi 13 thật là trẻ con. Khi bạn 18 tuổi, bạn sẽ cảm thấy tình yêu tuổi 12 thật là nực cười, thật là thiếu hiểu biết. Nhưng chúng ta đã quên mất rằng, trong từng độ tuổi sẽ có cách hiểu về tình yêu khác nhau, và chúng đều đáng được trân trọng cả. Tôi lại nhớ đến lúc mình còn bé, tuổi thơ cơ cực theo từng ngọn lúa quê hương, theo chân bố mẹ rời bỏ mảnh đất nghèo nhưng mà thơ mộng ấy vào tận trong miền Nam xa xôi. Tôi nhớ lúc mà cả nhà chân ướt chân ráo chạy vào đây, phải ở nhờ nhà họ hàng, mướn trọ từ chỗ này đến chỗ khác. Bố mẹ làm lụng vất vả hết ngày này đến ngày khác, đạp xích lô, bán trái cây, làm thuê, vân vân. Rất nhiều điều ngay từ nhỏ tôi đã nếm trải. Nói khổ thì người ngoài còn nhiều người khổ hơn tôi nhiều. Nói sung sướng thì cũng chẳng phải.
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi học được nhiều điều và biết tự chăm sóc bản thân mình ngay khi còn nhỏ. Tôi nhớ khi ấy, đội nón lá, ngồi trên xe xích lô của bố, trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại, bố còng lưng hết sức để đạp. Khi ấy, Sài Gòn chẳng mang hương vị tươi mới như bây giờ. Tôi nhớ ngồi sau yên xe ba gác màu xanh của mẹ, cùng mẹ đi mọi nẻo đường để bán trái cây, rồi hai mẹ con lại chia đôi hộp cơm mà ăn. Ngày đó, khổ thì khổ đấy, nhưng lại có niềm vui nho nhỏ trong cái khổ, đó là nụ cười của bố mẹ. Bữa cơm ấm cúng, còn có dịp ngồi sau lưng bố mẹ đi khắp nơi, mặc dù lớn lên vẫn bị mù đường. Có những chuyện nằm thật sâu trong ký ức của con người mà chúng ta chẳng thể nhớ được. Nhưng sẽ có lúc chúng bất chợt hiện về, sẽ mờ nhạt như là chưa từng trải qua. Cũng có lúc khi chân thật đến độ chỉ như mới diễn ra ngày hôm qua. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, tưởng chừng như là chúng ta đã lỡ quên đi rồi, ấy thế mà vẫn còn nhớ rất rõ. Thực ra, khi chúng ta ở một độ tuổi nhất định nào đó, chúng ta đều sẽ vô thức nhớ về quá khứ, lục lọi trong ngăn ký ức những câu chuyện tưởng chừng đã quên lãng. Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, tưởng chừng chúng ta đã lỡ quên đi rồi, ấy thế mà vẫn còn nhớ rất rõ. Có lẽ chúng sẽ mờ nhạt như chưa từng trải qua, cũng có khi chân thật đến độ như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Chúng ta thấy rằng tuổi trẻ cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng và nhịp nhàng như là một khúc nhạc. Chúng ta từng đi qua biển lớn, vượt núi cao, chạy qua những con đường mang tên là tuổi trẻ. Có lúc sẽ nhạt nhòa như là màn mưa, có khi sẽ rực rỡ như là ánh nắng ban trưa, nhưng rồi tất cả cũng chỉ gói ghém trong hai từ đã từng. Chỉ cần đi qua rồi thì chẳng thể lấy lại được nữa. Thứ duy nhất còn sót lại chính là hồi ức. Tiêu đề: Bạn là kiểu người như thế nào? Trên đời này có rất nhiều loại người. Có người dùng tiền để mua rất nhiều thứ, thích thì mua, chán thì vứt, cứ thế mà phung tiền khắp nơi bởi vì họ nhiều tiền. Có người dành dụm cả đời, tích góp từng chút một. Khi muốn mua cái này cái kia đều phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Chung quy cũng là vì họ không có nhiều tiền nên mỗi khi muốn mua điều gì phải suy nghĩ cả ngày. Có người mỗi khi tâm trạng xuống dốc luôn muốn có ai đó bên cạnh an ủi, sẻ chia, chủ yếu là cần nơi để dựa vào. Cũng có người khi buồn phiền sẽ cần tìm một nơi yên tĩnh, ẩn mình ở đó đến khi bình tĩnh lại và không muốn ai làm phiền. Căn bản là họ cảm thấy những lời an ủi và động viên kia quả thật là rất phiền phức. Cũng có người ngoài mặt là không muốn ai quan tâm nhưng trong lòng thì ngược lại. Nếu bạn im lặng không hỏi, họ sẽ bảo bạn vô tâm. Nếu bạn quan tâm, họ lại mắng bạn phiền phức. Có một số người, nếu vấp ngã sẽ tự đứng lên rồi tiến về phía trước, mặc cho có bao gian khổ, mặc cho có phải vấp ngã thêm bao nhiêu lần. Lại có một số người, chỉ cần ngã một lần thôi liền từ bỏ, mặc kệ người, mặc kệ đời và chẳng bao giờ tiến lên mà cứ dậm chân tại chỗ. Có một số người yêu hết mình, tin hết lòng, cuối cùng sẽ có hai kết quả, một là hạnh phúc, hai là đau khổ. Cũng có người bên ngoài trầm tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại có vô vàn sóng to, gió lớn. Cũng có người hoạt náo vui vẻ, nhưng trong lòng lại chất đầy vết thương. Bạn xem, trên đời này có nhiều loại người như thế, liệu có kiểu người nào giống với bản thân mình hay không? Tiêu đề: Vỉa hè. Mấy bạn trẻ gọi vỉa hè là nơi đi bộ đi bệt. Mấy cô buôn bán thì gọi là nơi bán hàng rong. Mấy dì bán quán gọi là nơi để bàn ghế cho người ta ngồi. Mấy anh trai, chú bác thì gọi là nơi ngồi nhậu. Nói chung, vỉa hè là nơi mà chúng ta tụ họp. Ngồi ở vỉa hè, chúng ta sẽ quan sát được những cái cử chỉ, hành động của dòng người, bộn bề tấp nập, ngắm khung cảnh ngoài trời. Dạo này, thành phố trở nên nắng nóng, nên người ta không còn thích ngồi ngoài trời như trước. Mà cũng chẳng riêng gì mùa hè, mấy mùa khác người ta cũng chỉ lựa mấy cái quán nước có máy lạnh, wifi mà ngồi, thong thả hưởng mát, ung dung bấm điện thoại. Thử một lần, bạn ngồi quan sát dòng người mỗi ngày đều đều đi qua. Có rất nhiều người giống như là một cơn gió, thổi qua một cái là vĩnh viễn không gặp lại.
nhưng cũng có một số người bạn sẽ gặp lại nhiều lần trong đời. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, cả thành phố mất điện, đám trẻ sẽ ùa ra phố chơi đùa, nhà nhà ngồi trên vỉa hè trước nhà cười rôm rả, nói chuyện phiếm với nhau. Các anh chị tắt điện thoại, ngồi nói với nhau về tương lai xa vời, về những dự định nào đó. Họ sẽ quên đi những cái thứ phù phiếm trong đời, ánh đèn đường chói lóa hay là những thiết bị hiện đại, để còn lại những nỗi niềm mà người ta nhớ nhung nhất. Hai từ vỉa hè nghe bình dân làm sao, đôi khi không có wifi cũng chẳng có máy lạnh, nhưng nơi này lại có thể ngắm mọi thứ xung quanh. Chúng ta sẽ bàn về anh này, chị kia, bàn về đám học sinh vui đùa trên phố, về mấy cô bán hàng rong đi qua đi lại, về những khuôn mặt khắc khổ, dầm mưa giải nắng bán cho hết số vé số trên tay, và về cả những cô chú lao công quét rác, những cô chú thợ hồ, người lắm mồ hôi. Đó là những con người đội nắng đi mưa, vượt ngàn gian khổ để mưu sinh, tồn tại. Thế đấy, thành phố đâu phải lúc nào cũng phù phiếm xa hoa, đôi khi cũng có lúc bình dân lắm, nhưng chẳng bao giờ thấy được cái dáng bình dân ấy thường xuyên. Cái kiểu mà lót dép ngồi ở vỉa hè, cầm ly nước và cái quạt giấy, nói chuyện cười đùa, hay là cầm guitar, đàn vài bản tình ca buồn. Tiêu đề: Sự lựa chọn và quyết định nằm trong tay bạn. Nói về việc tương lai là điều mà khiến bao nhiêu người trăn trở. Mặc dù nói là bỏ quá khứ, sống vì hiện tại, đừng có lo tương lai, nhưng nếu không lo cho tương lai thì làm sao mà yên ổn đây? Ngày trước, khi còn ngồi trên ghế của nhà trường, trước khi chọn trường đại học, đó là khoảng thời gian cực kỳ áp lực đối với tôi. Bạn bè, ai cũng có định hướng tương lai. À, họ nói về ước mơ, mơ mộng của mình, chia sẻ nhau nghe những cái trường sẽ chọn nguyện vọng để vào. Còn riêng tôi, chẳng biết nên làm gì. Tôi chẳng có tài năng gì nổi bật, có chăng thì cũng chỉ là những cái tài lẻ tẻ. Vẽ thì cũng được, nhưng chẳng đẹp đẽ gì. Học lực cũng chẳng mấy tốt, sáng tác thì cũng tạm tạm. Nói chung, tôi chẳng có gì trong tay. Nghe mọi người bàn về tương lai xa xôi mà tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Mãi cho đến ngày nộp giấy, điền nguyện vọng, tôi mới chọn đại ba trường có ngành tiếng Nhật. Nói thật, khi ấy tôi cũng chỉ là theo bạn bè mà thôi. Một người không có định hướng tương lai sẽ trông trên giống như là đứng trên cái bập bênh vậy, chẳng biết là phải làm gì để giữ thăng bằng. Tôi cứ luôn trăn trở mãi về vấn đề này. Nếu không đậu thì phải làm thế nào đây? Bạn bè có trường học, còn mình thì không. Sau đó tôi quyết định chọn một trường tư để học. Có thể nói, rất nhiều người cho rằng vì không thi được điểm tốt nên mới học trường tư. Thật ra cũng có thể cho là như vậy, nhưng mà không có nghĩa bạn có quyền chê bai người khác. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn chưa chắc đã hơn người khác toàn diện. Tôn trọng người khác cũng như là tôn trọng bản thân mình. Thật ra, so với đại học thì thi chuyển cấp khó hơn nhiều. Vấn đề ở đây là bạn phải lên lớp và có trường học. Còn đại học thì kiểu gì chả có trường để học. Hơn nữa, học đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Ngày trước tôi đã từng đọc một câu như thế này: Bạn học trường đại học như thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn sẽ trở thành người như thế nào. Thế là tôi lên đại học, bố mẹ cũng mừng vì tôi có trường học chứ chẳng câu nệ trường nổi tiếng hay là trường bình dân, công hay là tư. Nhưng mà dù thế, tôi cũng chẳng biết được sau này mình sẽ làm gì. Mang trong mình những cái nỗi bất an, chẳng biết là phải làm thế nào. Cứ thế trôi qua hết năm nhất, tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Mỗi lần suy nghĩ về vấn đề đó, tôi lại thấy bản thân thật là vô dụng. Sau này ra trường, rồi thì sẽ làm gì nhỉ? Đó là câu hỏi mà tôi luôn đặt ra cho chính mình và tất nhiên, lúc nào cũng vậy, không hề có câu trả lời nhất định. Chuỗi ngày ấy liên tục kéo dài từ năm nhất sang năm hai, cho đến khi tôi nhận ra rằng nếu như bản thân đã không thể định hướng cho tương lai của mình, thì hãy thử sức với từng công việc khác nhau. Có thể là hơi vất vả, nhưng chỉ cần tôi nhận ra là mình muốn gì là được. Cho dù tôi không tài giỏi như là bao người, nhưng tôi có tài riêng của mình. Nếu không đi con đường này, tôi cũng có thể thử sức với con đường khác. Vì vậy, tôi đã đi làm thêm, từ phục vụ nhà hàng thức ăn nhanh,
cho đến nhân viên nhập liệu trong công ty theo chuyên ngành mà mình đang học. Sau đó tôi nhận ra mình thích hợp với những môi trường làm việc sáng tạo hơn là gò bó trong một không gian nhất định. Và rồi, tôi chuyên tâm trau dồi kiến thức chuyên ngành của mình, bên cạnh đó cũng tìm hiểu sâu hơn về đam mê, để sau này có thể kết hợp giữa ngành học và đam mê với nhau, vừa không lãng phí 4 năm đại học, vừa không bỏ lỡ hoài bão. Bạn cũng vậy đấy, ai chẳng có những ưu điểm riêng của mình, có phát hiện ra hay không là do bạn. Chúng ta vẫn còn trẻ, mắc sai lầm thì có thể quay đầu làm lại, có thể thử nhiều loại công việc khác nhau, tất nhiên là công việc hợp pháp, hợp cái nào thì theo cái đó. Vì vậy, những ai đang không định hướng được tương lai của mình cũng đừng lo lắng, rồi sẽ đến lúc bạn tìm thấy định hướng của mình trong cuộc đời rộng lớn này. Ngã rẽ để dẫn đến con đường sau này, bạn đi có đúng hay không vẫn là do bạn quyết định. Vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp, thua cuộc thì tiếp tục phấn đấu để chiến thắng. Chẳng có gì là con người không làm được cả, chỉ là do bản thân chúng ta có đủ nghị lực và kiên trì để làm hay không. Tiêu đề: Mùa buồn và buồn vô duyên. Dạo này mình nhạy cảm ghê hồn, hở tí là buồn. Đang ngồi nhìn vu vơ, đột nhiên buồn. Đang nghe nhạc, phát chúng bài buồn là mình cũng buồn. Nhìn trời xanh mây trắng, gió hiền hòa đung đưa, rồi tự nhiên buồn. Chẳng hiểu. Mà hình như dạo này đa sầu đa cảm quá, nên cái tự kỷ của ngày xưa của mình cũng đã quay lại rồi. Bắt đầu đi uống nước, xem phim, ăn uống một mình mà chẳng thèm rủ ai. Ngồi một xó trong quán trà sữa, nếu không phải là vẽ vời thì ngồi đó lướt web vài tiếng rồi về. Giờ nghĩ lại, so với bây giờ, ngày ấy mình còn tự kỷ gấp nhiều lần. Đi bộ từ nhà tới rạp chiếu phim mất 20 phút, rồi lại ngồi chờ gần cả tiếng để tới suất chiếu. Có khi còn đi bộ từ nhà đến quán nước mặc dù nhà có xe. Ôi, ngày ấy mình điên cỡ nào. Cái buồn nó thích thì nó tới, đuổi chẳng đi, gọi mời chẳng tới. Nó chỉ thích đột nhiên xuất hiện, cái đùng trong cuộc sống của mình mà mãi chẳng dứt. Rồi khi buồn, mình lại nghĩ lung tung, nghĩ về chuyện cũ, về tình yêu, tình bạn, gia đình. Rồi mình chợt nghĩ, vì sao mình buồn? Buồn tình ư? Có tình đâu mà bày đặt buồn. Buồn đời à? Ừ thì có lúc thấy đời cũng xô bồ nên buồn. Buồn vô duyên ư? Cái này là tự nhiên buồn, không có lý do nên bị chửi là vô duyên. Chắc là do mình buồn vô duyên thật. Thành thử ra, cứ hễ buồn là im như hến, chẳng chịu nói câu nào. Mặc thế sự xung quanh đang diễn ra sao? Nếu tinh thần phấn khởi thì người ngoài mặt vui vẻ, về nhà hoặc lúc ở một mình mới ôm tim buồn rầu. Còn nếu tinh thần mong manh thì thôi rồi, cái bản mặt như là đưa đám, chẳng đứa nào muốn lại gần. Cái tính mình nó dị dị mà lại khùng khùng như thế, nên cứ mỗi lần mình buồn là cái thói tự kỷ lại trỗi dậy. Mà đặc biệt chẳng muốn ở cạnh ai lúc đó, chỉ muốn đi đâu đó một mình. Đứa nào mà muốn đi ké là từ chối thẳng mặt. Tánh kỳ ghê. Cơ mà mình vẫn còn trẻ, đâu thể cứ tự kỷ một mình như thế mãi. Chẳng qua là đến mùa buồn tự nhiên cái buồn lãng xẹt thế thôi. Đợi đến khi nào mùa buồn đi qua thì tự nhiên mình sẽ vui trở lại. Chẳng cần ai phải an ủi, bởi có những người thích ở một mình và tự vượt qua hơn là dựa vào ai đó. Có những chuyện dù đã trôi qua lâu rồi nhưng đôi khi lại khiến lòng người ta buồn như vậy đấy. Dù sao thì Trương Tiểu Nhàn có một câu mà hồi trưa mình mới dịch được, chính là chuyện tốt chuyện xấu dù sao thì cũng sẽ là chuyện cũ. Vì vậy, buồn dai, buồn dẫn cũng chẳng làm gì cho đời thêm u sầu. Mà nói thế thôi, mình cũng phải buồn thêm vài ngày nữa mới hết được. Vì mùa buồn đâu có ngắn đến vậy. Mùa buồn của mình cũng dài lắm. Nên thôi, mình lại buồn vô duyên và lại tự kỷ cho hết mùa. Tiêu đề: Gửi tặng bạn 22 câu nói về tuổi trẻ. 1. Tuổi trẻ giống như là mở một quyển sách mà không theo quy tắc nào cả. 2. Tuổi trẻ thực ra không hề đau buồn nhưng lại bị chúng ta suy diễn rằng sẽ luôn thê lương. 3. Nơi có ánh mặt trời rực rỡ nhất là nơi in hằn dấu vết của tuổi trẻ. 4. Độ tuổi mà chúng ta có thể tiêu xài lãng phí
người ta gọi đó là tuổi trẻ. 5. Chỉ khi còn trẻ, ta mới có thể chạy theo đam mê cùng hoài bão, vượt ngàn giông tố vì đam mê. 6. Khi bạn còn trẻ, trái tim còn ấm nóng, thì hãy đối xử với mọi người thật tử tế. 7. Quá khứ như là một cái kẹp giấy. Lấy một tờ giấy tuổi trẻ cố định lại, sau đó đóng thành một quyển sách mãi vẫn không xuất bản. 8. Tuổi trẻ là một cuộc gặp gỡ với 7 người. Một người tươi đẹp, một người đau buồn, một người lộng lẫy, một người mạo hiểm, một người bướng bỉnh, một người mềm lòng và một người đang trưởng thành. 9. Con người ai rồi cũng sẽ già nua, tuổi trẻ rồi cũng trở nên cũ kỹ trong tâm trí. Thế nhưng, mỗi một đoạn thanh xuân trôi qua, tôi hy vọng bạn sẽ không có điều gì phải hối tiếc. 10. Mỗi đời người chỉ duy nhất có một lần được gọi là tuổi trẻ, trôi qua rồi thì sẽ thành hoài niệm. 11. Tuổi trẻ là một quá trình biến đổi từ một thiếu niên ngây ngô, vụng về và yếu kém, trở thành một người trưởng thành, hiểu chuyện, trầm tĩnh và khắc lên cơ thể đầy những điều từng trải. 12. Chúng ta cho đi tất thảy những gì mà mình có cho tuổi trẻ và đổi lại một hành trình đầy nước mắt, bi thương, niềm vui, nụ cười, oán giận, gục ngã, thét gào, cô độc, trầm tĩnh. Và phía cuối hành trình chính là sự an yên. 13. Ai mà chẳng từng hối tiếc về những gì đã trải qua của thời tuổi trẻ. Nhưng bởi vì còn sống nên chúng ta mới có thể hối tiếc. Bởi vì sai lầm nên mới di dứt. Cũng bởi vì khờ dại nên mới trưởng thành. 14. Có người mang trên vai hành trang của tuổi trẻ đẫm nước mắt và bi thương, chằng chịt thương tích cùng với dáng dấp cằn cỗi. Lại có người mang đầy tình yêu và niềm vui, dáng dấp đầy sức sống vượt qua năm tháng thở thiếu thời. 15. Người ta thường nói là bởi vì khi còn trẻ, chúng ta mới có thể yêu điên cuồng một người, khóc kiệt sức vì một người và oán trách tột cùng một người. Khi đã qua rồi thời điên cuồng ấy, thứ còn sót lại chỉ là sự bình yên nơi đáy lòng, tĩnh lặng như nước. 16. Những gì mà bạn làm khi còn trẻ sẽ là những thứ bạn đổi lại cho năm tháng sau này khi về già. 17. Tuổi trẻ nếu không hối tiếc thì không còn gọi là tuổi trẻ nữa. 18. Bởi vì tuổi trẻ của tôi chẳng có gì đặc sắc cả, nên khi trông thấy thanh xuân đầy ánh nắng rực rỡ của người khác thì có chút ghen tị. Giống như khi xem những bộ phim về thanh xuân, vườn trường đều mang lại tâm trạng tiếc nuối. Cảm thấy rằng tuổi trẻ thì ra phải nhiệt huyết và sôi động như thế, thì ra bản thân đã từng để vụt mất một đoạn cầu vồng rực rỡ đến vậy. 19. Tuổi trẻ của bạn là hành trình gắn liền với người thân, đặc biệt là bố mẹ. Khi tuổi trẻ trôi qua rồi, bố mẹ theo đó mà lặng lẽ biến mất. 20. Tuổi trẻ là khi bạn có thể hài lòng với những điều an nhàn, bình lặng, nhưng không được giữ vững lập trường đó đến mãi về sau. Nếu không, bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. 21. Tuổi trẻ không cố gắng, tương lai nhất định sẽ hối hận. 22. Tôi hy vọng khi bạn trải qua những năm tháng của tuổi thiếu thời, sẽ không lạc mất lòng tin nơi cuộc đời này và cũng không quên bản chất thở ban đầu của mình. Tiêu đề: tự định đoạt cuộc sống của mình. Tôi có một cô bạn trưởng thành trước tuổi, cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Có thể nói, nó có một gia đình và cuộc sống không mấy êm ấm. Chúng tôi học chung với nhau năm cấp 2, sau đó lên cấp 3 mỗi đứa một trường. Cho đến tận đại học năm nhất vẫn hay hẹn nhau đi chơi. Nhưng mấy năm gần đây, ai cũng có việc riêng và bận bịu nên không còn gặp nhau nữa. Những cuộc nói chuyện cũng vơi dần. Mẹ của bạn tôi mất khi bạn còn học cấp 2. Tôi nhớ khi ấy trong lớp, có vài đứa đến viếng đám tang của mẹ bạn sau buổi học, rồi còn lấy mấy quyển tập của bạn về để chép giúp bài trên lớp. Hôm ấy tôi không thấy nó khóc, nhưng chắc chắn là nó cảm thấy rất đau lòng, vì dẫu sao có một người trong đời nó đã ra đi mãi mãi. Cô bạn của tôi sống trong một gia đình không được gọi là toàn vẹn. Bố của nó có tình nhân
và mang về nhà ở chung khi mẹ nó vừa mất chưa lâu. Anh nó thì cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Chung quy, nó đã phải lớn lên trong một môi trường rất phức tạp. Có đôi lúc, nó gục ngã đến độ chẳng muốn làm gì cả, nhiều lần rơi nước mắt vì chính nơi mà nó gọi là nơi mái ấm. Có khi còn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh và những ánh nhìn khó chịu từ chính người thân trong nhà. Tôi chưa từng trải qua hoàn cảnh như nó, nên dù luôn miệng an ủi, nhưng tôi cũng biết rằng những lời tôi nói so với những tổn thương mà nó phải chịu đựng thì chẳng đáng là bao. Dù vậy, tôi vẫn luôn vui cười và nỗ lực. Cô bạn của tôi khá xinh xắn và giỏi giang. Có đôi khi chán nản đến độ muốn từ bỏ tất cả, nhưng có khi lại vui vẻ, cười thật tươi. Nhiều lần nghe nó tâm sự mà lòng tôi cũng buồn theo. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thương hại nó, mà là thương, thương nó rất nhiều. Cái người khác gọi là gia đình, là nơi bình yên khi quay về, đối với nó lại chẳng khác gì là địa ngục. Không phải là họ không đối xử tốt với nó, nhưng có khi cũng đối xử rất tệ. Chính những người mà nó gọi là gia đình hết lần này đến lần khác làm cho nó thất vọng, ghim vào lòng nó biết bao thương tổn. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ thế nào? Và thật may, dẫu có bao nhiêu tâm tối, cô bạn tôi vẫn luôn mạnh mẽ và kiên trì sống thật tốt. Từ trong những vết thương nở ra một đóa hoa xinh đẹp. Bây giờ bạn của tôi rẽ sang một con đường mới, từ bỏ đại học ngành luật để chọn một hướng đi khác. Đôi khi cũng thấy chênh vênh giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi cũng vấp ngã, đôi khi lại chẳng biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Có khi hai đứa tôi tâm sự với nhau vào lúc khuya muộn, nói về tương lai mờ mịt chẳng có chút khởi sắc, nói về những cuộc tình dang dở. Nhưng cô bạn của tôi vẫn luôn mỉm cười và cố gắng hết mình để tiếp tục sống. Vẫn nhìn đời bằng nhiều màu sắc, suy nghĩ và trưởng thành trước tuổi. Bạn của tôi từng nói về gia đình mình rằng, đôi khi có những chuyện đến chết cũng không quên, nhưng tha thứ là việc nên làm. Tôi cũng từng hỏi nó, mày có hận cái nhà đó không? Nó trả lời, đối với ba thì hồi xưa hận lắm, nhưng càng lớn càng thấy ba tao già đi rất nhiều, mẹ thì cũng không còn nữa. Tao mới nhận ra thời gian không chờ đợi ai cả, thế là tao lại thôi cái mối hận đó. Bây giờ thì thoải mái rồi, chỉ có thời gian và đồng tiền là thứ tao quan tâm thôi. Vậy mày hài lòng với hiện tại chứ? Không hẳn là hài lòng, nhưng thấy thoải mái và dễ chịu với những thứ mình đang làm. Vì tao cũng thấy mệt rồi. Sống trên đời vốn đã là một việc khá khó khăn có phải không? Nên tao chỉ muốn sống một cuộc đời an bình là được. Kiếm tiền rồi ăn món mình thích, mua thứ mình muốn, không cần phải khoa trương danh vọng làm gì. Thật ra bây giờ nghĩ lại, cũng thấy đúng là khá buồn vì bỏ đại học, nhưng không có cách này thì có cách khác mà, lo gì. Sau đó nó cười, mà nụ cười trông sao buồn quá. Chính tôi nghe còn cảm thấy không vui. Trong sự hài lòng đó, có chút mất mát và đau lòng. Tôi chỉ mong cuộc đời nó trước kia không được vui vẻ gì cho lắm, thì sau này hãy thật hạnh phúc. Cho dù nó có chọn con đường nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ, chỉ cần nó đừng lạc bước. Đừng hủy hoại bản thân mình là được. Bạn tôi vẫn còn trẻ, nhiều ngã rẽ đang chờ nó phía trước. Ai cũng vậy cả, gia đình bạn không tốt, không có nghĩa là bạn cũng không tốt. Dẫu cho tương lai được định đoạt sẵn, nhưng quyết định vẫn là ở bạn. Nếu tương lai của bạn dần trở nên xấu xí, thì một phần lỗi cũng là do chính bạn mà thôi. Vì vậy, chỉ mong những mảnh đời ngoài kia, dù cuộc đời có xấu xí, có méo mó đến đâu, cũng vẫn giữ được cho mình một tâm hồn lương thiện. Tiêu đề: trên thế giới này, bạn có điều gì không hài lòng? Không hài lòng về xã hội, con người, gia đình, địa vị, học thức, bản thân hay là tất cả mọi thứ đều không hài lòng? Hay là bạn cảm thấy chỉ mỗi việc phải tồn tại trên thế giới này thôi đã là không hài lòng rồi? Năm bạn mới chỉ có mấy tuổi, bạn mong ước điều gì nhất? Bạn hài lòng và cười thật tươi chỉ vì một viên kẹo. Bạn ôm chặt bố mẹ vào lòng chỉ vì sợ hãi cơn ác mộng vừa gặp đêm qua. Năm bạn mới chỉ có mấy tuổi, bạn ước mơ về điều gì nhỉ? Trở thành siêu nhân hay là anh hùng để có thể giải cứu thế giới? Bạn nhìn cuộc sống bằng màu hồng rực rỡ hay là nhìn nó qua nhiều ô màu khác nhau?
Đến năm mười mấy tuổi, bạn bùng phát và bắt đầu phản kháng. Bạn không còn hài lòng khi nhận được viên kẹo nhỏ trong tay nữa. Bạn thích đi những thứ to hơn. Năm mười mấy tuổi, bạn thôi không còn ôm chặt bố mẹ mỗi khi gặp ác mộng nữa. Bạn cho rằng điều mà mình hài lòng nhất khi ấy là gì nhỉ? Sự tự do, không bị ai ràng buộc để được vui chơi thỏa thích, và bạn bắt đầu biết nói dối. Năm mười mấy tuổi, bạn vẫn còn nông nổi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Bạn thích một người thì nhất định sẽ theo đuổi hay là giữ khư khư ở trong lòng. Bạn bắt đầu thấy không hài lòng về bản thân. Sao bản thân lại như thế? Làm cách nào để thay đổi? Năm mười mấy tuổi, bạn chợt nhận ra cuộc sống không phải là màu hồng, sự thật cũng chẳng hề dễ dàng chấp nhận nữa. Lần đầu tiên trong đời, bạn muốn từ bỏ mọi thứ. Năm mười mấy tuổi, những điều mà khiến bạn hài lòng dần vơi đi. Những việc khiến bạn có hứng thú và vui vẻ cũng ít dần. Người bên cạnh cũng không nhiều như trước. Người thật lòng lại càng hiếm. Bạn cho rằng xã hội này thật là đáng ghét. Năm mười mấy tuổi, bạn không thể định hướng được lối đi cho mình. Bạn cảm thấy tương lai thật là mờ mịt và chênh vênh biết bao. Nên đi hướng nào, nên làm thế nào, bạn không phân biệt được và cũng không biết bản thân mình muốn gì. Bạn hoang mang nhưng lại không biết nên nói với ai. Năm hai mươi mấy tuổi, bạn trưởng thành hơn trong suy nghĩ, mang theo những vết thương trong quá khứ mà bước tiếp về phía trước. Khi đó, bạn đã có thể làm chủ được bản thân mình chưa? Năm hai mươi mấy tuổi, bạn đã không còn là đứa trẻ hay hờn dỗi, hay buồn phiền vu vơ. Bạn kiểm soát cảm xúc của mình ngày một nghiêm khắc hơn. Bạn sợ sẽ lại bị tổn thương và làm tổn thương người khác. Bạn cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, cân nhắc hơn trong việc chọn lựa. Năm hai mươi mấy tuổi, lúc ấy bạn đã có gì trong tay? Bạn vẫn vơ suy nghĩ, nhìn về tương lai, ở đó có gì đang mong chờ bạn? Nó có làm bạn hài lòng hay không? Và rồi bạn chỉ có thể thở dài. Thời gian càng dài, lòng người sẽ càng lạnh nhạt, có gì vui vẻ? Năm ba mươi mấy tuổi, thỉnh thoảng bạn hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc nhỏ, vô ưu, vô lo, không cần phải gánh vác trách nhiệm, chịu đựng những chỉ trích, cũng không làm người khác tổn thương, càng không khổ lụy người đời. Khi ấy, điều khiến bạn hài lòng là gì? Một công việc, một gia đình, một địa vị. Năm bốn mươi mấy tuổi, mái tóc lớm đớm màu muối tiêu, lúc này chỉ mong bản thân có thể an yên được rồi. Ngồi thưởng thức ly trà, đón gió nhẹ nhẹ, thôi không nghĩ về sự đời. Năm năm mươi mấy tuổi, lại vô thức nghĩ về quá khứ, bởi vì khoảnh khắc khi người ta có tuổi rồi, ngoài việc nhớ về quá khứ như là một thú vui ra, thì chẳng có gì dễ chịu hơn thế. Phải chăng là đang có một bàn tay ngày đêm dịu dàng nắm lấy? Năm sáu mươi mấy tuổi, độ tuổi mà con người đã già nua, điều hài lòng khi ấy là gì nhỉ? Con cháu an yên, quây quần bên bạn hay là được bên cạnh người tri kỷ của đời mình? Cho đến nhiều năm sau nữa, bạn vẫn sẽ chẳng bao giờ thôi bất mãn về cuộc đời này. Thời gian chính là trôi nhanh như thế đấy. Mỗi đoạn thời gian trôi qua đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải ngày càng trưởng thành hơn. Cho dù có cố chấp níu giữ lại xuân xanh cũng chẳng thể nào bền lâu. Cho dù bạn có không hài lòng với những gì mình đang có, thì vẫn phải tiếp tục sống cùng với những điều khó chịu ấy. Ở một độ tuổi, khi mà bạn cảm thấy rằng dù cho thế giới có khắc nghiệt, thì bạn vẫn hài lòng với những gì mà mình đang có, lúc ấy bạn sẽ cảm thấy mọi thứ trên đời đều chỉ là vô thường. Tại sao bạn lại cho rằng điều bản thân không hài lòng chính là bản thân mình? Mỗi người chỉ được sống một lần, cuộc đời bạn ra sao là do bản thân quyết định. Nên nếu không thấy hài lòng thì hãy tìm cách làm cho mình hài lòng. Khi bạn không thấy hài lòng với những gì mà mình đang có, thì lại có những người mong muốn những thứ đó từ bạn. Vì vậy, hy vọng các bạn sẽ trân trọng hiện tại và tìm được cách để khiến bản thân mình hài lòng hơn. Quan trọng nhất là phải biết trân trọng chính mình. Cuộc đời này, bạn không chỉ sống cho mình mà còn cho cả cha mẹ, cho những người thương yêu bạn hoặc là cho chính bản thân trong tương lai. Tiêu đề: Cảm ơn người vì đã rời xa. Khi bạn yêu một người, dẫu cho đến cuối cùng không thể ở cạnh nhau thì xin hãy nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Có thể
họ đã làm tổn thương bạn rất nhiều. Nhưng sự thật là, trong khoảng thời gian bên nhau đó, dù ngắn hay dài, họ cũng đã đối xử rất tốt với bạn, khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc. Người đó đã từng rất tốt với bạn, xem bạn là tất cả, tạo cho bạn một khoảng hồi ức xinh đẹp, để rồi sau đó im lặng rời đi. Thì thôi, hãy xem như là không có duyên phận. Trong Thanh xuân không oán trách của Tịch Mộ Dung có một đoạn như thế này. Khi còn trẻ, nếu như bạn yêu một người, xin bạn nhất định phải đối xử với người đó thật tốt. Cho dù thời gian hai người yêu nhau dài hay ngắn, nếu hai người có thể đối xử thật dịu dàng với nhau từ đầu đến cuối, thì tất cả đều là những khoảnh khắc xinh đẹp không tì vết. Nếu phải biệt ly thì xin nói một tiếng tạm biệt. Trong lòng cũng phải cảm ơn người đó đã cho bạn một phần hồi ức. Về sau trưởng thành, bạn sẽ biết rằng, bất chợt ngoảnh lại, trong nháy mắt không có oán trách thanh xuân, mới có thể không tiếc nuối một chút nào, như là trăng tròn lẳng lặng trên đồi núi cao. Tiêu đề: Chúng ta đã từng là một người như thế. Trong lớp học, thầy giáo dạy tiếng Nhật của tôi có nói một câu mà dịch ra là như thế này: Con người rồi sẽ thay đổi. Có lẽ chính là như vậy. Thời gian trôi qua theo từng nhịp điệu của cuộc sống, con người dù muốn hay không thì ai rồi cũng sẽ đổi thay. Nhớ lại ngày trước, chúng ta đã từng là một người như thế nào nhỉ? Chúng ta đã từng là một người thích những điều nhỏ xíu, yêu những thứ đáng yêu và ôm mộng tưởng xa hoa. Chúng ta đã từng là người thích tắm mình dưới những cơn mưa rào, xếp thuyền giấy thả vào vũng nước mưa, ngập ngang mắt cá chân hoặc là lên tận đầu gối. Thả những cánh diều bay cao trên nền trời rộng lớn của mùa hè oi ả. Hương lúa phảng phất, mùi biển nồng nàn, mùi đất vương trên cánh mũi sau mỗi cơn mưa phùn ẩm ướt đều in hằn trong ký ức. Chúng ta đã từng cười tươi như là nắng mùa hạ, khóc to như là mưa mùa thu, đùng đùng nổi giận như là gió rét mùa đông và ngọt ngào dịu dàng như là mây mùa xuân. Chúng ta đã từng là những người vô ưu, vô lo, thích làm gì thì làm, ngây ngô thể hiện cảm xúc của mình với những người xung quanh mà chẳng cần câu nệ. Chúng ta đã từng tin rằng người với người đối xử với nhau bằng bốn chữ tình yêu công bằng. Cũng đã từng tin rằng chỉ cần hết lòng thì sẽ được đáp lại như ý. Và rồi sau đó chúng ta nhận ra những thứ đẹp đẽ thường mang con dao hai lưỡi, khiến bạn mang trên mình nhiều vết thương, đau đớn mà khó lòng mờ sẹo. Cuộc đời khốn khó, cùng cực và đầy trắc trở, khiến cho bạn ngã lên ngã xuống không biết là bao nhiêu lần. Chúng ta đã từng là những người tin tưởng vào thế giới này. Chỉ cần gặp được một người mà bạn cho là hợp, thì sẽ bộc lộ hết thảy tất cả những suy nghĩ của bản thân. Tin tưởng rằng, chỉ cần chúng ta thật lòng, thì người khác cũng sẽ thật tâm đối đãi. Thời gian qua rồi, trải qua nhiều mưa gió, cuối cùng bạn cũng hiểu ra rằng, đối với con người mà nói, có một số việc và một số chuyện tốt nhất vẫn nên giữ mãi trong lòng. Không cần phải nói ra, không cần phải thổ lộ hết lòng mình cho người khác xem. Bởi vì, người thật sự quan tâm đến bạn rất ít, thật lòng lắng nghe và đồng cảm lại càng ít hơn. Và rồi, nụ cười thay bằng nước mắt, niềm vui thế chỗ cho nỗi buồn phiền, tự do lùi lại cho trách nhiệm. Rất nhiều thứ mà chúng ta đã đánh mất và bỏ lỡ, không còn như ngày xưa, vô lo, vô nghĩ, thích cười thì cười, thích khóc thì khóc. Tất cả đều phải trở nên cẩn trọng hơn. Chúng ta không còn như ngày xưa được nữa. Trong hình hài dáng vẻ đã qua tuổi thanh xuân, chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều, những cảm xúc rất ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Lòng tin cũng đã vơi dần, bạn cảm thấy xung quanh mình, đâu đâu cũng không đủ an toàn, ai ai cũng không thật lòng với mình. Thời gian đã khiến con người ta thay đổi như thế nào vậy? Cuộc sống đã khiến con người ta đánh mất và bỏ lỡ những gì? Khi nhớ lại, sẽ là nối tiếc hay là hân hoan, sẽ là nước mắt hay là nụ cười? À, thì ra chúng ta đã từng là những người như thế. Tiêu đề: 17 tuổi và 22 tuổi khác nhau thế nào? Mỗi một khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời của mỗi người đều khác biệt. Chỉ cần là một phút trôi qua thôi thì chuyện đó đã thành chuyện cũ, không níu, không giữ, không thể quay lại. Giữa năm 17 tuổi và năm 22 tuổi, bạn đã thay đổi như thế nào? Tình yêu năm 17 tuổi, trẻ trung và nhiệt huyết,
đúng như thời học sinh nhộn nhịp ấy, ngọt ngào và tươi sáng. Thời hẹn với nhau những câu yêu thương lãng mạn, tặng nhau những câu chuyện tình hạnh phúc. Có người nói rằng, người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến suốt đời. Nhưng đó không hoàn toàn là đúng. Tỷ như 100 người thì sẽ có 99 người rời đi, còn lại một người cố hết sức nắm tay bạn đến cuối đời. Bạn thấy không, xác suất chỉ là hơi nhỏ một chút, nhưng không có nghĩa là không xảy ra. Tình yêu năm 22 tuổi cần sự trưởng thành và chín chắn. Bạn không thể đem số tuổi tính theo năm sinh của mình được ghi trên giấy tờ ra để nói rằng tôi đã là người trưởng thành. Không, đấy chỉ là một câu nói ngụy biện. Tình yêu tuổi 22 mặc dù không ngọt ngào hồn nhiên như là năm 17 ấy, nhưng nó có sự trầm tĩnh, yên bình và ngọt ngào của những con người đã trưởng thành, có sự thấu hiểu, có sự riêng tư và có cả sự bảo vệ an toàn tuyệt đối. Không cần phải thầy thốt cao xa, chỉ cần hành động. Năm 17 tuổi, đột nhiên thất tình, bạn đau lòng khóc lóc, có cảm giác như bầu trời đã sụp đổ ngay trước mắt. Yêu thương sâu đậm, đổi lại chỉ là một trái tim đầy vết thương. Bạn yếu đuối, cần người chia sẻ, bạn vội kể hết với bạn bè thân thiết của mình, muốn họ cùng bạn vượt qua mọi chuyện. Năm 17 tuổi, nỗi đau khi mất đi người mình yêu, bạn cho rằng là điều đau đớn nhất thế gian. Thất tình ở tuổi 22, khóc được thì khóc, khóc bất chấp, khóc mọi nơi. Nhưng là một khóc một mình, khóc không được thì đau lòng đến mức đổ bệnh. Nằm trên giường, im lặng nhìn trần nhà, rồi đột nhiên rơi nước mắt, nghiến răng lại mà khóc thầm. Bạn cảm thấy mối tình vốn dĩ đẹp như thế lại nhanh chóng vụn vỡ, hệt như là băng tan. Bạn phải chấp nhận từ bỏ, không thể bi lụy mà níu kéo, càng không thể yếu ớt. Sau đó, ngày mai vẫn phải tươi cười với mọi người, dù trong lòng vẫn thấy chói. Bạn không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh, buộc bản thân phải tươi tắn khi bên cạnh họ. Bởi vì, năm 22 tuổi, bạn đã bỏ chiếc áo học sinh non nớt, tươi trẻ của mình, khoác lên vai chiếc áo của cuộc đời. Cuộc sống năm 17 tuổi, vô ưu, vô lo, nghĩ gì nói đấy, chẳng cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Năm 17 tuổi đó, bố mẹ bạn, người yêu thương bạn vẫn luôn ở đó. Cuộc sống năm 22 tuổi thì lại khác. Bạn không còn là đứa trẻ hay khóc hay cười. Bạn phải mạnh mẽ hơn, quật cường hơn. Buồn hay vui đều không thể phơi bày ra hết, chỉ có thể dùng một chiếc mặt nạ để bảo vệ tim mình. Năm 22 tuổi, trên vai là chuyện học hành, trên đầu là trách nhiệm cuộc sống, gia đình và tiền bạc. Bạn cho rằng tình yêu và tiền bạc cái nào quan trọng hơn? Dĩ nhiên là tiền bạc. Năm 17 tuổi, bạn có hậm hực với bố mẹ hay không? Tất nhiên là có rồi. Đôi khi bạn còn cảm thấy bố mẹ mình sao lại nhiều lời như thế. Cảm thấy rằng tốt nhất là mau mau tốt nghiệp để sống riêng. Như thế mới tự do, mới hạnh phúc. Năm 22 tuổi, bạn vẫn hậm hực với bố mẹ, nhưng bạn không khiến họ buồn phiền mãi được. Bạn xem, bố mẹ bạn đã có bao nhiêu vết chân chim trên khóe mắt rồi, đã già đi thấy rõ. Bạn mỗi lúc một lớn lên đồng nghĩa với việc bố mẹ mỗi lúc một già đi. Bạn cảm thấy càng ở gần bố mẹ ngày nào thì càng may mắn ngày ấy. Nếu là khi mười mấy tuổi, bạn chẳng việc gì phải lo cho cuộc sống của mình, cứ vui vẻ, an nhàn sống từng ngày. Thế nhưng bây giờ, bạn phải thôi làm gánh nặng của bố mẹ, cho mình một định hướng, cho bố mẹ một sự an yên. Năm 17 tuổi, việc kết bạn chẳng có gì là khó khăn, bạn bè vây quanh rất nhiều. Chúng ta ngây ngô cho rằng tất cả đều là sự thật. Ta muốn có nhiều bạn, có người bên cạnh thật là tuyệt vời. Năm 22 tuổi, việc kết bạn không còn dễ dàng nữa. Những mối quan hệ mà chúng ta đang nắm giữ, bản thân nhất định phải trân trọng, dễ gì tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình. Bạn nhận ra rằng, muôn vàn người thì sẽ có muôn vàn khuôn mặt. Giao ít tâm tư của mình cho người khác thì bản thân sẽ đỡ thiệt thòi hơn. Hai mình thì vui, một mình cũng chẳng sao. 17 tuổi và 22 tuổi, cách nhau một chặng đường tuổi trẻ, có tình yêu, có bạn bè, có cuộc sống. 17 tuổi là nấc thang giúp bạn bước ra thế giới ngoài kia. Hẳn là sẽ áp lực lắm khi chúng ta không còn là một đứa trẻ nữa. Nhưng chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sống tiếp, bước tiếp trên đoạn đường mang hai chữ tuổi xuân.
17 tuổi sẽ khác 22 tuổi, 22 tuổi sẽ khác 27 tuổi, 27 tuổi sẽ khác 32 tuổi. Cho dù chỉ là một phút trôi qua thôi, chúng ta cũng đã khác rồi. Than oán, đau lòng chẳng bằng cứ thế mà đón nhận. Tiêu đề: mọi thứ đều có hai mặt. Thật ra, không phải cứ yêu đương là hạnh phúc. Có đôi khi trong một vài khoảnh khắc, bạn sẽ cảm thấy chán chường với các kiểu yêu đương, lại muốn quay về khoảng thời gian cô độc trước kia. Nhưng khi quay về thời điểm đó rồi, có thật là bạn sẽ hài lòng hay không? Thật ra, không phải cứ có thật nhiều bạn bè thì sẽ có nhiều người lắng nghe bạn tâm sự, cùng bạn giải bày mỗi khi buồn, cùng bạn cười đùa mỗi khi vui. Bởi vì trong số đó, có người thật lòng lắng nghe, có người chỉ vì phép lịch sự mà nghe bạn phàn nàn. Nhưng nếu không có ai bên cạnh, thì những tâm sự của bạn sẽ đặt ở đâu? Thật ra, không phải cứ có học thức là sẽ thành công, không phải ưu việt là sẽ thành đạt. Nhưng nếu không học thức lại chẳng có tài năng thì bạn cũng chẳng thể làm gì được. Thật ra, không phải cứ có tiền là sẽ hạnh phúc. Đôi lúc có được thật nhiều tiền nhưng lại chẳng thể che lấp được nỗi trống trải trong lòng. Nhưng nếu không có tiền thì nỗi trống trải lại càng thêm u uất. Vì vậy mà trên đời này luôn tồn tại mặt trái và mặt phải. Có mặt tốt tất nhiên sẽ phải có mặt xấu. Chúng luôn bù trừ cho nhau, quyết định thế nào đều là do bạn lựa chọn. Con đường bạn đang đi, dù là đúng hay là sai, cũng đều là bản thân bạn quyết định. Vậy nên, hãy lựa chọn hướng đi cho mình thật chắc chắn. Tiêu đề: sự cô đơn của người lớn và trẻ nhỏ. Chúng ta thường so sánh giữa người lớn và trẻ nhỏ. Chúng ta cho rằng trẻ nhỏ tất nhiên vẫn chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, chưa hiểu sự đời là thế nào, nói gì đến yêu một ai đó hay là có sự cô đơn. Nhưng chúng ta nào đâu biết, những đứa trẻ cho dù chỉ mới 4, 5 tuổi cũng đã biết thế nào là sự cô đơn. Có điều khi ấy, chúng không biết gọi cảm giác đó là gì. Chúng ta, những người đã trưởng thành, đừng nên xem thường cảm xúc của chúng. Một đứa trẻ 5 tuổi đang sống trong sự yêu thương hấp mực của bố mẹ. Bỗng một ngày xuất hiện một đứa em mới chào đời, tình yêu của bố mẹ liền bị chia đôi. Đứa trẻ ấy tất nhiên sẽ cảm thấy ấm ức và tủi thân, tự hỏi vì sao bố mẹ lại như thế. Một cậu học sinh không thể hòa đồng cùng với đám bạn trong lớp, hay là một cô bé bị lạc khỏi câu chuyện mà đám bạn đang cùng nhau nói cười rôm rã, trong phút chốc chợt cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé và đơn độc. Hai người bạn vốn dĩ rất thân, đột nhiên lại không còn thân như trước bởi sự xuất hiện của một người thứ ba chen giữa tình bạn của hai người. Một cô bé sống trong gia đình không mấy hòa hợp, luôn phải tự mình chăm lo cho bản thân. Đây đều được gọi là cô đơn. Dù vậy, sự cô đơn của trẻ nhỏ không giống với sự cô đơn của người lớn chúng ta. Chúng ta biết rõ thế nào là cô đơn. Đôi khi đứng giữa một đám đông, tấp nập nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Bởi lẽ, trong chính cuộc sống này vốn chẳng có chỗ cho chúng ta. Có người xung quanh, quay quanh bạn, vòng quanh bạn bè rất rộng, nhưng khi muốn cùng ai tâm sự, lại chẳng có ai thật sự phù hợp. Chúng ta luôn cho rằng, mối quan hệ càng rộng thì nỗi cô đơn sẽ vơi dần, nhưng có thật là sẽ như vậy không? Chúng ta luôn có những lúc cô đơn trong chính cuộc đời này. Một người trưởng thành sẽ làm gì khi cô đơn? Chẳng phải là gào lên với mọi người rằng, tôi đang cô đơn, hay là đăng một dòng tâm trạng trên mạng xã hội về sự cô đơn. Cũng chẳng thể nào đi khắp nơi, gặp ai cũng trưng ra bộ mặt buồn phiền và nói rằng mình đang cô đơn. Chúng ta chỉ có thể im lặng, gặm nhấm nỗi cô đơn từ sâu thẳm trong tim. Khi cô đơn, chúng ta lại càng muốn ở một mình để nghĩ về nó. Mỗi bước chân trên con phố thân thuộc đều in hằn sự thân quen nhưng lại trống trải đến lạ. Có người cô đơn đến nỗi bật khóc dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo, chỉ chờ một ai đó bung tán ô rộng, nhưng sự thật lại chỉ có một mình. Có người mẹ trong đêm thâu vẫn chờ đứa con mãi không về thăm nhà. Có người bố tóc đã hoa râm nhưng vẫn ngày ngày lau chùi căn phòng của đứa con lâu rồi không gọi điện về. Có người bà lưng đã còng nhưng lâu lâu vẫn chờ điện thoại của đứa con, đứa cháu xa xứ. Có người ông bao năm rồi vẫn ngắm nhìn tấm ảnh ố vàng, bên trong là hình hài bé nhỏ của đứa cháu ngày bé. Có người chị xa nhà, có người em xa quê, bao lâu rồi chưa được ôm bố mẹ.
Những cô đơn của người lớn khác rất nhiều so với trẻ nhỏ. Bởi vì càng lớn thì nỗi cô đơn càng nhiều và để vượt qua thì lại càng khó khăn. Sự cô đơn của người lớn khác trẻ nhỏ ở chỗ, trẻ nhỏ biết chúng cần làm gì để không còn cô đơn nữa. Người lớn thì lại khác, họ chẳng biết phải làm cách nào để phá khoảng trống trong tim, nơi mà mỗi ngày nỗi cô đơn cứ len lỏi. Nỗi cô đơn của trẻ nhỏ có là gì so với nỗi cô đơn của đấng sinh thành, lại càng nhỏ bé hơn nỗi cô đơn của những người trưởng thành nơi đất khách quê người. Ai đó đã nói rằng, con người thường cô đơn trong chính tâm hồn của họ và rồi hình thành một tảng băng lớn đè lên trái tim và tâm hồn, để rồi tan chảy trong chính nỗi đau của mình. Vì vậy, dù cho là người trẻ tuổi hay là người già, đều có những nỗi cô đơn với mức độ khác nhau. Chúng ta đừng nên xem thường nỗi cô đơn của họ, mà hãy cùng nhau chia sẻ. Còn nếu như không thể chia sẻ, thì xin hãy im lặng, đừng chà đạp lên nỗi cô đơn đó. Tiêu đề: Mình sẽ bên nhau đến bao giờ? Có một người hỏi tôi, mình sẽ bên nhau đến khi nào nhỉ? Đến khi nào chúng ta sẽ thôi nói chuyện với nhau? Lúc ấy tôi chỉ có thể trả lời rằng, chắc là đến khi mình còn chẳng thèm nói với nhau dù chỉ là một dấu chấm phẩy. Lúc ấy chị có buồn hay không? Tất nhiên sẽ buồn, một mối quan hệ đột nhiên biến mất thì ai mà chẳng buồn. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, những mối quan hệ mà tôi đang có đến lúc nào rồi sẽ biến mất. Khi ấy chắc hẳn tôi sẽ rất buồn và có khi còn chẳng biết tại sao lại như thế nữa. Rốt cuộc, mình sẽ bên nhau đến khi nào? Cuộc đời mỗi người đều trải qua những giai đoạn từ thở thiếu thời cho đến khi trưởng thành rồi già nua. Trên đoạn đường dài đằng đẵng đó, sẽ có rất nhiều người rời đi, bỏ lại chúng ta ở đằng sau, dẫu cho người đó có từng thân thiết với chúng ta đến mức nào. Mỗi lần như thế, chúng ta hoặc là oán trách tại sao họ lại đáng ghét và quá đáng như thế, sao có thể nói rời đi là đi, hoặc là tiếc nuối, tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai, sao lại ra nông nỗi này. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có những mối quan hệ vốn không nên níu kéo, đến lúc phải tan vỡ thì cứ thuận theo tự nhiên. Một vài mối quan hệ khi biến mất, chúng ta cũng chẳng hề nối tiếc hay là buồn phiền. Có khi còn cảm thấy thật vui vẻ, vì cuối cùng cũng chẳng còn can hệ gì đến nhau nữa. Nhưng cho dù như thế nào, những người đã và đang đi ngang qua thế giới của chúng ta đều chỉ đơn giản là những người khách qua đường, và bản thân bạn giống như là một trạm dừng chân để họ đứng lại, hoặc là ở lại cùng bạn, hoặc chỉ là khách trọ cần nơi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nhất định. Trân trọng người trước mắt, đừng vội vàng, đừng hấp tấp, cứ chậm chậm mà bên nhau. Phần 2. Tình yêu và bi thương. Tôi nhận ra, trong mỗi câu chuyện tình yêu đều có một niềm bi thương nho nhỏ, hoặc là nhàn nhạt như là gió mát, thổi qua câu chuyện tình của ai đó, nhưng nó không đủ mạnh để khiến câu chuyện vỡ đôi, mà chỉ là như làn nước, sóng sánh từng chút một, hoặc là như cơn mưa rào thấm đẫm trang sách tình yêu, khiến câu chuyện trở nên mục nát, không cách cứu vãn, cuối cùng là vỡ tan. Tiêu đề: Mạnh mẽ và giấu yếu đuối vào trong lòng. Kể ra thì tôi sợ bản thân mình phải bộc lộ sự yếu đuối ra bên ngoài, ra trước mặt của người khác. Đối với tôi, sống thật với con người của mình chỉ là khi tôi ở trước mặt những người mà tôi tin tưởng, cho tôi cảm giác an toàn nhất. Khoảnh khắc một mình mưa gió về nhà sau một ngày mệt mỏi ngoài đường. Khoảnh khắc nhìn dòng người lướt qua mình, tay trong tay nói cười. Khoảnh khắc cô đơn lạc lõng giữa phố thị, giữa những người xa lạ, kể cả giữa những người thân quen. Khoảnh khắc thấy bản thân thật vô dụng, tất cả những khoảnh khắc ấy đều khiến tôi trở nên yếu đuối. Thế nhưng, tôi nào có thể gào lên với thế giới rằng tôi đang yếu đuối và cần được chở che. Tôi biết, bên trong lớp vỏ bọc luôn mạnh mẽ và tươi cười mỗi ngày là một trái tim mỏng manh, cần được bảo vệ, cần được che chắn. Nhưng sau cùng, người có thể làm thế chỉ có đôi bàn tay gầy gò của mình. Bảo bọc nó khỏi thế giới ngoài kia, che chắn nó khỏi những người xung quanh. Sao phải tỏ ra yếu đuối khi chẳng ai có thể giúp tôi vượt qua tất cả? Bản chất yếu đuối thì bề ngoài phải tỏ ra mạnh mẽ, và rồi mạnh mẽ giấu yếu đuối vào trong. Tiêu đề:
đằng sau vẻ ngoài của một người. Có một người thoạt nhìn rất mạnh mẽ nhưng lại không biết đấy chỉ là vỏ bọc để bảo vệ sự yếu đuối khi chỉ có một mình. Có người thoạt nhìn rất lạc quan nhưng lại không biết đấy là do họ đang cố gắng ép bản thân thôi bị những điều bi quan bao trùm. Có người mà bạn cho rằng họ nhìn đời thật là giản đơn nhưng lại không biết họ chỉ là đang cố gắng tối giản mọi điều sau những gì đã phải nếm trải. Có người thoạt nhìn rất vô tâm nhưng thực ra chỉ là họ quan tâm thầm lặng theo cách riêng của mình. Mỗi người đều có hai mặt trong và ngoài, có điểm sáng cũng có điểm tối. Người ngoài nhìn vào chẳng thể biết họ đang nghĩ gì, cũng chẳng thể biết thực ra họ đã trải qua những điều tồi tệ cùng đớn đau chua chát như thế nào để trở thành một người như hôm nay. Vì vậy, đừng cho rằng trong họ như đang cười mà vui, trong họ như đang rạng rỡ như ánh dương không có nghĩa là họ cũng sẽ như nắng mùa hạ. Tiêu đề: Một mối quan hệ không rõ ràng. Trong những mối quan hệ, mập mờ là mối quan hệ đáng sợ và mệt mỏi nhất. Cả hai người đều chẳng là gì của nhau. Tên gọi, danh phận, kể cả quyền ghen tuông, hỷ nộ ái ố đều không. Một số người thích mối quan hệ mập mờ và cho rằng chỉ cần không là gì của nhau thì khi từ bỏ sẽ chẳng có gì phải vướng bận hay là thương tổn ai. Nhưng không phải, bất kỳ mối quan hệ nào khi bị tan vỡ đều mang đến một sự thiếu hụt cho đối phương. Bạn nghĩ rằng chỉ cần chúng ta nghĩ như thế thì đối phương cũng sẽ như vậy. Nhưng không, đây chẳng khác gì suy nghĩ của một người ích kỷ. Có đôi khi bạn sợ hãi vì chẳng biết quan hệ của hai người là gì. Khi người khác hỏi, bạn còn chẳng biết phải trả lời như thế nào. Là bạn hay là người yêu, hay là tình nhân, hay chỉ là bạn tâm giao. Sống trong một mối quan hệ như thế, bạn luôn phải tự nhủ với bản thân rằng đừng ảo tưởng, đừng tự đa tình, và cứ như thế mà tổn thương đến vỡ vụn. Trên đời này, danh phận và tên gọi là hai thứ quan trọng và cần thiết trong những mối quan hệ. Bạn đừng cho rằng chỉ cần hai người ngầm hiểu ý nhau, ngầm ngộ nhận tình cảm của nhau thì chắc chắn sẽ bền lâu và mãi mãi là như vậy. Không cần công khai, không cần xác nhận, chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ. Nhưng đến một lúc nào đó, khi một trong hai người thay đổi tình cảm, rẽ một hướng đi trong mối quan hệ này thì bạn có quyền gì mà trách cứ người khác? Bạn còn chẳng có quyền oán giận họ vì bội bạc, chỉ có thể tự trách bản thân và vùi đầu vào khóc. Như thế liệu có gọi là hạnh phúc? Ai ai cũng chỉ là một con người bình thường, không phải là thần thánh, chẳng phải là tiên tri, không thể đoán trước được chặng đường tương lai để hoạch định cho bản thân một hướng đi. Vì vậy, bất kỳ một điều gì, bất kể là mối quan hệ như thế nào, đều phải rõ ràng. Rõ ràng trong từng cử chỉ lẫn thái độ. Đừng vì sự ích kỷ hay là sự sợ hãi của bản thân mà làm ai đó phải tổn thương. Một vết thương sẽ liền sẹo theo thời gian, nhưng sau đó là những dấu vết in hằn theo năm tháng. Khi trời trở gió sẽ lại đau nhất. Tiêu đề: Khi ai đó yêu đơn phương. Cậu đã từng thích thầm một người nào đó chưa? Cậu có hiểu cảm giác ấy như thế nào không? Dĩ nhiên là đã từng. Ngày trước có và bây giờ cũng có. Cảm giác yêu đơn phương ấy à, nó khiến bản thân cảm thấy bình yên mỗi khi nghĩ đến người ấy. Hạnh phúc chỉ vì họ vô tình cười với mình. Hay đơn giản là mỗi ngày đều được nhìn thấy người ấy từ xa là đã đủ khiến bản thân thỏa mãn. Nhưng mà, cảm giác ấy cũng thật đau khổ. Cậu thích người ấy nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ. Cậu yêu người ấy bao nhiêu lâu, chờ người ấy bao nhiêu năm cũng chẳng là gì nếu như người ấy không biết tình cảm của cậu. Cho đến khi cậu có can đảm để bày tỏ thì có lẽ đã muộn rồi. Yêu đơn phương hoặc là không đủ mạnh mẽ chấp nhận lời từ chối của đối phương nên không bày tỏ, hoặc là im lặng nhìn người ấy hạnh phúc bên cạnh người mà họ yêu. Đơn phương là khi chỉ cần người đó mỉm cười bạn cũng thấy vui, là mỗi ngày được nhìn thấy, được nói chuyện với người ấy thôi cũng đủ. Đôi khi vừa buồn tủi lại vừa hạnh phúc, bởi vì một chút ánh mắt tình cờ cũng đủ làm trái tim mình mãn nguyện. Tiêu đề: Vết thương lành rồi sẽ thành sẹo. Tôi có một cô bạn, chuyện tình cảm của nó có thể nói là khá lận đận. Trải qua ba câu chuyện tình lại chẳng đi về đâu vì không biết nên gọi là mối quan hệ bạn bè hay là yêu đương.
Mối quan hệ của nó với ba cậu bạn ấy ở giữa ba giai đoạn khác nhau nhưng lại có cùng một kết cục, đó là nó phải cạn nước mắt và mang trái tim đầy thương tổn lặng lẽ rút lui, thôi không bước tiếp cũng chẳng duy trì mối quan hệ không rõ ràng này. Cậu bạn đó từng chủ động mời cô bạn của tôi đi chơi, đi ăn uống, nói chuyện thâu đêm, chia sẻ với nhau nhiều điều. Cậu bạn đó còn chủ động nắm tay bạn tôi trong khi cả hai chẳng là gì của nhau cả. Cô bạn tôi cũng thích cậu ta nhưng chẳng dám hỏi rõ ràng, chỉ vì sợ mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc ngay khi còn chưa nở hoa. Thế là nó cứ kéo dài mối quan hệ này mặc tôi nói gì, cho đến tận khi chịu thương tổn đủ rồi, khóc và uất ức cũng đủ rồi, nó mới rút lui. Chỉ bởi vì con người chúng ta quá yếu đuối và luôn cưỡng cầu những thứ xa vời, ngay cả khi chúng ta biết rõ nó không thuộc về mình, vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi. Có người nói, của mình dù thế nào cũng sẽ thuộc về mình, và ngược lại, cho dù có dùng mọi cách cũng sẽ chẳng thể có được những thứ vốn không thuộc về ta. Nhưng số người biết chấp nhận và nhận ra điều này thì lại rất ít. Khi kết thúc một cuộc tình, chúng ta đều đau khổ. Mỗi người có một cách giải tỏa riêng, đi chơi, ăn uống, thậm chí là uống rượu, hút thuốc. Cuộc đời của mỗi người đều có những người đã từng lướt qua. Có thể là thời gian họ ở lại cùng chúng ta khác nhau, nhưng rồi cũng đến lúc họ rời đi. Khoảnh khắc ấy có thể làm ta chới với, hụt hẫng, nhưng rồi cũng sẽ quen. Giống như từ bỏ một thói quen cũ để hình thành một thói quen mới. Vết thương lành rồi sẽ thành sẹo, cũng giống như quá khứ qua rồi sẽ thành hồi ức. Vậy thì tại sao chúng ta phải hủy hoại bản thân vì một người dân? Hơn nữa, còn là người đã từng làm ta tổn thương sâu đậm. Như vậy, liệu có đáng hay không? Tiêu đề: Cảm giác an toàn mà đàn ông dành cho phụ nữ. Một người đàn ông khi theo đuổi phụ nữ thì người phụ nữ đó sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là để xem anh ta kiên trì được bao lâu? Hoặc là chắc lại là trò tán tỉnh vớ vẩn. Ấy là khi bản thân người đàn ông không cho người phụ nữ thấy được lòng tin từ phía mình, nên lẽ dĩ nhiên họ cũng sẽ chẳng cần phải bận tâm nhiều đến bạn làm gì. Đàn ông thường cho rằng khuôn mặt ưa nhìn, tính cách tạm ổn thì có thể thoải mái theo đuổi phụ nữ, nhưng lại quên mất một việc, để họ yêu và bên cạnh mình thì cần cho họ cảm giác an toàn. Điều phụ nữ cần trong câu chuyện tình yêu của họ, ngoài việc tâm đầu ý hợp ra thì cần phải có sự an toàn từ đối phương. Bạn không thể bắt họ luôn sống trong nỗi bất an, luôn lo sợ một ngày nào đó bạn sẽ rời xa họ, dù cho đó có là một người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu. Ngày trước, tôi từng đọc một đoạn như thế này. Tôi vẫn luôn nghĩ, cho một người con gái cảm giác an toàn chính là điều cơ bản nhất khi bạn thích cô ấy. Đó là trách nhiệm của bạn, nghĩa vụ của bạn. Rất nhiều cô gái dễ dàng, không có cảm giác an toàn sẽ tìm tới bạn khi họ cần. Đây là một trong những cảm giác an toàn của cô ấy. Tuy rằng, tôi không biết cảm giác an toàn rốt cuộc là như thế nào, nhưng tôi nghĩ nếu thích cô ấy thì nên đi theo cô ấy, cưng chiều và bảo vệ cô ấy. Thật ra, những người không muốn có cảm giác an toàn là những người khá nhạy cảm và luôn phải giả vờ mình mạnh mẽ. Vì vậy, cảm giác an toàn mới là thứ mà các cô gái suốt đời theo đuổi. Nếu như cô ấy không có cảm giác an toàn với bạn, nhất định cô ấy sẽ nhanh chóng rời xa bạn. Nếu như bạn thật sự rất yêu một người, bạn có thể cho cô ấy một món quà tốt nhất, đó chính là cảm giác an toàn tuyệt đối, để cô ấy cảm thấy mình được yêu thương, để cô ấy có thể hiểu mình là người mà bạn nghiêm túc chọn lựa. Giống như Trương Ái Linh đã từng nói, đại đa số cô gái muốn yêu, nhưng thực ra là muốn được yêu. Cô gái mong muốn được cảm giác an toàn, chẳng qua cũng chỉ là khi em cần thì có thể tìm được anh, khi em nói thì biết được anh đang lắng nghe. Trước mặt em, anh không hề có bí mật. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây. Tiêu đề: Hạnh phúc của bạn nằm ở đâu? Trước khi nói về vấn đề này, xin được hỏi, đối với bạn, hạnh phúc là gì? Và như thế nào là đủ để bạn cảm thấy hài lòng? Một đứa trẻ được người khác khen thưởng, đây gọi là hạnh phúc. Một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, được một người nhận nuôi và tạo cho một mái ấm, đây gọi là hạnh phúc. Một học sinh được điểm 10 sau bao nỗ lực học hành, chạy về khoe bố mẹ, được bố mẹ khen thưởng, đây gọi là hạnh phúc.
Một người làm công ăn lương, sau bao năm cũng được tăng lương, cho dù là ít hay nhiều, đây được gọi là hạnh phúc. Một người ăn xin, ốm yếu đói khổ, được người khác cho tiền, có người còn mời ly nước, hộp cơm, đây gọi là hạnh phúc. Có rất nhiều thứ trên đời này, dù nhỏ nhặt hay là lớn lao, đều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Tôi không biết đối với bạn, định nghĩa hạnh phúc là như thế nào, nhưng đối với tôi, nó đến từ những điều giản đơn nhất, như là nụ cười của bố mẹ, như sức khỏe của ông bà, như cậu em bướng bỉnh biết nghe lời. Con người thường không nhận định rõ và không biết rằng mình hạnh phúc, cho đến khi ai đó trông thấy những thứ mà bạn đang có trong tay và nói cho bạn nghe về cuộc đời của họ. Khi ấy, bạn thầm nhủ rằng, ôi, mình còn hạnh phúc hơn cậu ấy nhiều. Ai đó đã nói rằng, hạnh phúc của một người thường nằm ở trong mắt của người khác. Khi bạn đứng ở đây nhìn về phía trước, ngưỡng mộ hạnh phúc của người đó, thì sau lưng bạn cũng có người đang nhìn bạn như thế. Nhưng có điều, một vài người lại xem hạnh phúc là thứ quá mức xa xỉ, mãi mà không thể có được. Một vài người có hạnh phúc trong tay lại không biết trân trọng, không biết nắm giữ. Cuộc sống phải chăng vốn là như vậy? Những thứ luôn hiện hữu ngay bên cạnh thì chúng ta thường sẽ không nhận ra cho đến khi nó biến mất. Khi ấy, liệu đã quá muộn rồi không? Chúng ta nên trân trọng những thứ vốn có trước, tận hưởng khi còn có thể và hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất rồi mới đến những điều lớn lao. Vậy thì, một lần nữa, xin hãy nhớ lại xem hạnh phúc của bạn nằm ở đâu. Tiêu đề: khi bạn yêu một người, bạn sẽ yêu cả thành phố nơi họ sống. Ai đó đã từng nói rằng, khi bạn yêu một người, bạn sẽ yêu cả thành phố nơi họ sống. Hẳn là ai cũng nghĩ thế. Nhưng với tôi thì không phải như vậy. Khi tôi yêu một thành phố nào đó, nó vốn đã có sẵn một nét đặc biệt khiến tôi mê say, không cầu kỳ, không phồn hoa tráng lệ, mà là vẻ đẹp của sự bình yên và đượm buồn. Người đó cũng chỉ đơn giản là tô điểm cho phong cảnh khiến tôi yêu thành phố ấy hơn, chứ không phải là điểm mấu chốt tạo nên cảnh đẹp. Và rồi sau này, nếu người đó không còn là niềm khao khát của tôi nữa, hẳn là một nửa yêu thương mà người đó đem lại cho thành phố ấy sẽ đột nhiên phai mờ. Nhưng tôi vẫn như thế, yêu cái phong cảnh khiến tôi say mê ngay từ giây phút đầu tiên ngắm nhìn. Tiêu đề: chẳng có gì được như ý nguyện. Có những ngày, em mệt rã rời, chỉ muốn im lặng nằm trong chăn, cuộn mình lại, không khóc, không nói, không làm gì cả, chỉ im lặng nằm đấy. Có những khi, em chỉ muốn hóa thành một chú gấu để có thể ngủ đông. Khi mùa xuân đến thì mở mắt, bên ngoài vạn vật đã đổi thay, lòng người thay đổi, quan cảnh thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi, tâm trạng của em cũng sẽ vì thế mà thay đổi đôi chút. Có những ngày, em chỉ muốn ở một mình, nhìn ngắm thế giới bận rộn đông đưa, không cần bất cứ ai bên cạnh, kể cả anh. Có những khi, lòng em rối bời, không thể nào biết được bản thân muốn gì, không thể hiểu được lòng anh, nên im lặng trôi qua hay là lên tiếng để dừng lại. Có những ngày, bầu trời nắng gắt không một đám mây, nhưng trong lòng lại vô vàn sóng gió, vô vàn giông bão. Thế nhưng ngoài việc chấp nhận, em lại chẳng biết phải làm sao. Có những khi, chúng ta hai người xa lạ, giả vờ thân thiết với nhau, nhàn nhạt và không cảm xúc. Thế nhưng, em không thể mãi cuộn mình trong chăn, không thể ngủ đông chờ mùa xuân đến như gấu, không thể mãi bất cần, không thể mãi không xác định được phương hướng, không thể cứ mãi rối bời, lại càng không thể mãi giữ vững mọi chuyện như thế. Em đơn giản cũng chỉ là con người, không thể nào hóa thành thứ mà em mong muốn. Tiêu đề: thế giới này thay đổi tùy theo tâm trạng của mỗi người. Thế giới này thay đổi tùy theo tâm trạng của mỗi người. Nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Khi bạn yêu một người, bạn muốn thật nhanh tìm đến người ấy lại chẳng gặp được. Vô vàn người xung quanh đều không thu hút ánh nhìn của bạn. Bạn chỉ muốn gặp người mà bạn muốn gặp, nhưng thế giới khi ấy rộng lớn quá, không thể khiến bạn tìm được họ. Khi bạn tổn thương vì một người, bạn không muốn nhìn thấy mặt của họ nữa. Đối với bạn mà nói, họ chẳng khác nào là một kẻ xấu, bủa vây lấy tâm trí của bạn. Bạn muốn họ mau chóng biến đi cho khuất mắt. Thế nhưng, bước vài bước lại vô tình chạm mặt nhau. Bằng một cách tự nhiên nhất, thế giới lại trở nên bé nhỏ đến vậy. Cũng có khi, bạn chờ đợi tình yêu đến,
chờ hoài chờ mãi, đi hoài đi mãi cũng chẳng gặp được người vừa ý. Khi ấy, thế gian vốn dĩ rất to lớn. Bạn bỏ lỡ một người, bạn sợ hãi, vội vàng tìm kiếm họ. Giữa muôn sông nghìn núi, giữa xa lộ của cuộc đời là chẳng thể nào tìm thấy nhau. Rốt cuộc, bạn hiểu ra, khi bạn càng muốn gặp ai đó thì thế giới sẽ càng rộng lớn. Nếu không cố hết sức thì sẽ chẳng thể gặp được người mà mình chờ mong, giống như thế giới đang thử thách tấm lòng của bạn. Cuộc đời của mỗi người là một vòng tuần hoàn tìm kiếm và chờ đợi. Khi không cần thì thế giới thật nhỏ bé, khi cần thiết thì thế giới lại quá đổi rộng lớn. Suy cho cùng, tâm trạng con người là thứ quyết định tất cả. Tiêu đề: Tôi không còn thương anh ấy nữa. Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 2, tôi đã từ bỏ việc yêu đơn phương một người gần năm nay. Đèn xanh của người ấy không bật nên tôi không dám vượt nhanh. Đèn vàng lại nhấp nháy không nhịp điệu, có khi đều đều, có khi lại chậm đến mức mệt mỏi. Đèn đỏ có khi bật, có khi lại tắt. Người tôi thương đã từng như thế đấy. Thật sự khá bất ngờ khi lần đầu tiên tôi thích thầm một người và kiên trì đến mức độ này. Người ấy từng khen tôi là một người kiên trì đến đáng kinh ngạc. Dù bao lần nói từ bỏ, nhưng cuối cùng lại không từ bỏ. Ừ thì, tôi là một con người kiên trì như thế. Nhưng đấy là đối với những thứ mà tôi thích, những điều mà tôi quan tâm mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thích một người nhiều đến thế, yếu đuối đến thế, không dám nhìn thẳng, cũng chẳng dám nói nhiều với người ấy. Lại còn phải rút hết can đảm để gây sự chú ý với người ấy nữa. Kiểu người như tôi, khi thích một người, họ đáp lại thì tôi sẽ vui, họ không đáp lại dĩ nhiên sẽ buồn, nhưng nếu họ càng không biết, hoặc là cứ vờ như không biết thì lại càng tốt hơn. Tình cảm của tôi luôn im lặng và giữ trong lòng, không ồn ào, không náo nhiệt, cũng chẳng khởi sắc là bao. Nhưng hôm nay, chỉ vì một câu nói, tôi đã từ bỏ được người rồi. Người ấy, dù không biết tình cảm của tôi, nhưng tôi cũng đã có một lý do để không còn dám kiên trì thêm nữa. Thật ra, ai mà chẳng từng ngốc nghếch si tình vì một người, nhưng nếu đã biết trước kết quả mà vẫn ôm hy vọng thì đó là ngu ngốc thực sự. Đã từng tự làm mình tổn thương, đã từng rơi nước mắt, cũng đã quyết tâm từ bỏ không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, lần này tôi cũng đã từ bỏ được. Sự mạnh mẽ mà bấy lâu nay luôn mang theo cũng đã làm được. Tôi không còn thương anh ấy nữa. Tạm biệt. Tiêu đề: Những lữ khách ngang qua đời ta. Có những người, sau này bạn mới hiểu rõ, họ chỉ là một lữ khách ngang qua cuộc đời của mình. Khi rời đi thì để lại trong hồi ức của bạn một khoảng nhỏ để nhung nhớ, cũng có người chẳng để lại thứ gì. Lại có những người kề vai cùng bạn đi trên một đoạn đường, đến ngã rẽ thay vì cùng bạn đi tiếp, họ lại rẽ ngược hướng, để lại cho bạn một sự hụt hẫng khó có thể chấp nhận. Nhưng rồi theo thời gian, bạn buộc phải chấp nhận rằng, à, thì ra người đó đã rời đi. Vì vậy có thể nói, giữa con người với nhau, chung quy cũng chỉ kết nối bằng hai chữ, duyên nợ. Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ trả và ngược lại. Nếu chúng ta chẳng có gì gọi là liên kết với nhau thì dù cưỡng cầu cũng không được. Bạn biết đấy, đời người đâu ai biết được chữ ngờ. Chỉ có thể nói, những người đang cùng bạn bước đi trên cùng một con đường rồi sẽ đến lúc phải rời xa. Ngược dòng quay lưng bước đi, có thể gặp lại hay không đều là do trong lòng mỗi người có muốn hay không, có thể bên nhau hay không. Cũng còn phải xem trái tim họ như thế nào. Tiêu đề: Vụng về trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân thì thế nào? Điển hình là như thế này. Khi một người bắt chuyện với bạn, bạn phải tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho đúng để không khiến họ mất vui. Cũng chỉ vì vậy mà bị họ nghĩ rằng bạn đang khinh miệt họ. Hoặc bạn chỉ đơn giản là muốn quan tâm người đó một chút vì bạn có cảm tình với họ, nhưng lại dùng sai cách, luôn lúng túng trước mặt của họ. Có khi vì quá ngại ngùng mà lớn tiếng, thốt ra những lời đau lòng khiến họ tổn thương. Cũng có khi tâm trạng của bạn xuống dốc, rất muốn có một người bên cạnh để tâm sự, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói như thế nào. Không biết thể hiện cảm xúc nên chỉ còn cách dùng hành động. Nhưng lời nói một hướng, hành động lại một nẻo. Khi chỉ còn một mình thì cảm thấy hối hận, tại sao lúc đó không cẩn thận hơn. Có những người vì vụng về trong việc thể hiện cảm xúc nên đã làm tổn thương người khác
mặc dù chính họ không hề muốn như vậy. Nhưng khi đối phương oán trách, họ lại chẳng thể nói được một lời. Rồi trong lòng có thêm một vết thương mới, tự nhủ. Tôi vụng về và yếu kém như thế, làm sao có thể ở bên cạnh người đó được? Cuối cùng là vì vụng về trong tình cảm cũng như là cảm xúc nên đã bỏ lỡ biết bao nhiêu người. Nói thì dễ, làm mới khó. Bạn không thể bắt một người nhút nhát ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Không thể bắt một người tự cao tự đại ngay lập tức trở nên khiêm tốn. Bởi vì bản chất của một con người là thứ khó di, khó dời và thay đổi nhất. Người có khuôn mặt lạnh lùng, chưa chắc lòng họ đã như tảng băng, đôi khi họ lại cô đơn rất nhiều. Người cười nhiều, chưa chắc đã vui, có khi đêm về họ lại bật khóc một mình, thể hiện rõ lòng mình. Đâu đơn giản như là ăn một viên kẹo hay là nếm thử một miếng chanh, chua ngọt đều dễ dàng nói ra. Tiêu đề: khi bạn đã quen với nỗi đau. Có những ngày bạn mệt mỏi rã rời, đau lòng đến cùng cực nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, không muốn nói cũng chẳng buồn thể hiện rằng bản thân đang cần một bờ vai. Gục ngã trên chính đôi chân của mình, tựa vào một góc tường lạnh buốt luôn khiến bản thân quật cường hơn là ở bên đôi vai ấm áp của ai đó. Bạn đã học được cách im lặng, chịu đựng một mình hơn là cùng ai đó san sẻ, vì có những điều dẫu có nói cũng không hay hiểu, dẫu có cố gắng đến đâu cũng chẳng biết nên làm thế nào. Một ngày nọ, khi mọi thứ đã trở nên dần quen thuộc, thì việc phải im lặng bật khóc hay là một mình gặm nhấm cũng chẳng có gì là to tát. Mọi thứ đã trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Điều đó chẳng có gì sai trái, chẳng có gì tệ hại, bởi vì, như chúng ta thường nói, có chắc là tất cả mọi người trên đời này đều hiểu rõ tâm tư của người khác và có thể san sẻ với nhau như họ đã nghĩ. Tiêu đề: chẳng có ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Tình cảm của loài người vốn là một bản màu đa sắc và hỗn độn. Suy xét thật kỹ lưỡng thì việc gì cũng đều được cân đo, đong đếm và không hề miễn phí. Nếu như bạn không có quan hệ mật thiết với người khác thì đừng mơ tưởng đến việc được họ giúp đỡ. Đây cũng gọi là một loại phí. Tỷ dụ như, bố mẹ nuôi bạn ăn học, chăm lo cho bạn từ bé đến lớn, nhưng đổi lại bạn phải nên người, học hành tử tế, biết đối nhân xử thế, hiếu thuận bố mẹ, kính trên nhường dưới. Mặc dù loại phí này không tính ra bằng tiền, nhưng lại tính ra bằng tình nghĩa, và là bổn phận vốn có của bạn khi tồn tại trên cái xã hội này. Bạn bè cùng nhau chơi thân, để được thân như thế thì phải trải qua một đoạn đường khá dài, có cãi cọ, có đánh nhau, có giận hờn, đủ thứ hết cả. Loại phí phải trả chính là tình nghĩa, chí khí và sự thành thật với nhau, trong đó có cả lòng vị tha, sự quan tâm, chăm sóc. Anh chị em trong nhà với nhau, yêu thương là lẽ dĩ nhiên, và muốn hòa thuận được như thế, cái phí phải trả là nhiều lần nhún nhường, bao lần cãi vã, bao lần tranh chấp. Bạn thấy đấy, chẳng ai cho không ai bất cứ thứ gì cả. Nếu không trả bằng vật chất thì phải trả bằng tình nghĩa, đấy là lẽ dĩ nhiên. Và hơn hết, chẳng ai sống trên đời mà muốn chuốc phiền phức vào thân. Bạn trở thành một hàng xóm của những người dân xung quanh, đôi khi vì sự tử tế và không muốn gây xích mích mà giúp đỡ họ vài điều hay là bỏ qua một vài lỗi lặt vặt. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số người vì không biết cách từ chối người khác mà chấp nhận giúp đỡ họ vô tội vạ, sau cùng thì nhận lại được điều gì? Sự lợi dụng, sự chê cười của kẻ khác. Thật sự mà nói, cho dù bạn vì xuất phát từ lòng tốt mà đi giúp người, nhưng cũng sẽ có một số người xem đó là điều hiển nhiên mà bạn phải làm. Bạn giúp người khác 7 phần, người ta sẽ trách bạn sao không giúp 10 phần. Đây chính là thói đời. Có thể tự mình giải quyết mọi việc thì hãy cố gắng hết sức. Đừng nên sử dụng hoang phí các mối quan hệ của bản thân, cũng không nên ỷ lại vào người khác. Đây không phải là kiểu người lạnh lùng hay là vô tâm, mà là học được cách đối nhân xử thế. Chúng ta không nên lợi dụng mối quan hệ của mình mà làm phiền họ. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu một ngày họ cũng làm phiền bạn như thế thì sẽ ra sao đây? Cho nên mới nói, nếu còn trong khả năng của bản thân thì hãy cố gắng hết sức mà làm. Không được nữa thì mới mở miệng nhờ người khác giúp đỡ. Mọi thứ trên đời, từ con người cho đến động vật, từ gia đình cho đến người ngoài, chẳng ai muốn chuốc phiền phức vào thân,
cũng không ai có nghĩa vụ phải tận lực giúp đỡ bạn. Hy vọng bạn có thể hiểu được trên thế giới này, thông thường có hơn 90% người trưởng thành có thể dựa vào năng lực của bản thân mà giải quyết vấn đề. Tiêu đề: Tình yêu và hôn nhân có gì khác nhau? 1. Tình yêu chỉ là một đoạn tình cảm, còn hôn nhân là cả quãng đời còn lại sau này. 2. Tình yêu là chuyện của hai người, kết hôn là chuyện của người trong cả gia đình. 3. Tình yêu có thể dựa vào tình cảm, còn hôn nhân thì phải dựa vào điều kiện kinh tế. 4. Hôn nhân khi xảy ra bi kịch thì sẽ rất khó để có thể vượt qua. Nó không đơn giản như khi một đôi tình nhân cãi nhau. 5. Tình yêu thì ngọt, hôn nhân lại càng ngọt hơn. 6. Yêu chỉ là yêu, còn hôn nhân là trách nhiệm. 7. Ngoài việc chăm lo cho đối phương, còn phải chăm lo cho gia đình đối phương, con của hai người. 8. Một cái là để tiêu tiền, một cái là để tiết kiệm tiền. 9. Một cái là xem mặt, một cái thì vừa xem mặt vừa xem tiền. 10. Tình yêu thì có thể có nhiều cuộc tình khác nhau, nhưng hôn nhân thì chỉ nên có một. Tóm lại, sự khác nhau giữa tình yêu và hôn nhân là khi bạn yêu một người, bạn sẽ chỉ cần mỗi người đó, không cần câu nệ hay là đòi hỏi điều gì quá xa vời. Bạn cho rằng tương lai sau này không cần họ phải nuôi mình, bản thân bạn có thể tự lực cánh sinh, chỉ cần họ toàn tâm toàn ý với mình là đủ. Còn hôn nhân thì khác, nếu muốn tiến đến hôn nhân, yêu thôi vẫn là chưa đủ. Hôn nhân còn đòi hỏi rất nhiều thứ và quan trọng nhất chính là tài chính, kinh tế vững chắc. Bạn đừng cho rằng đối phương không kiếm được tiền thì bạn sẽ kiếm. Đấy là sai lầm. Khi hai người lấy nhau mà một trong hai phải dựa vào tài chính của đối phương, nhất định sẽ xảy ra những cãi vã mà vấn đề cốt yếu là tiền bạc. Nếu chồng bạn kiếm được nhiều tiền hơn, anh ấy sẽ mắng bạn. Suốt ngày ở nhà thôi mà cũng không ra hồn. Cô nghĩ việc kiếm tiền dễ dàng lắm sao mà suốt ngày cằn nhằn. Hoặc kiếm được mấy đồng bạc còn không bằng nửa số lương của tôi thì lên tiếng cái gì? Nếu vợ bạn kiếm được nhiều tiền hơn, cô ấy sẽ nói: Đàn ông như anh chăm lo kinh tế cho gia đình cũng không làm được thì có đáng mặt đàn ông hay không? Anh nghĩ vì ai mà tôi phải đi làm vất vả như thế này? Xét về chuyện tiền bạc, nếu người đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ của mình hoặc là không có khả năng kinh tế, đấy thực sự là một nỗi nhục của anh ta. Đàn ông có cái tôi lớn hơn đàn bà rất nhiều. Họ là phái mạnh thì dĩ nhiên không thể chịu lép vế trước phụ nữ. Cho nên, để kết hôn, đầu tiên họ phải có cơ sở tài chính kinh tế vững chắc. Sau đấy là đến sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, sự thấu hiểu, cảm thông, trách nhiệm, chia sẻ với nhau. Khi đã kết hôn, hai người sẽ thành một cộng đồng chung, gắn kết với nhau và có luật pháp bảo vệ. Để kết hôn với nhau, chúng ta cần có rất nhiều yếu tố và sự quyết định thật cẩn thận. Bạn không thể vội vàng hấp tấp mà kết hôn với một ai đó. Tình yêu có thể đơn giản mà chia tay, nhưng hôn nhân thì không dễ dàng nói một câu buông tay là được, bởi hôn nhân bị ràng buộc rất nhiều vấn đề. Trách nhiệm giữa hai người với nhau là một điều rất quan trọng. Khi đã kết hôn, điều đó có nghĩa ngoài tình yêu thì bạn cần phải có trách nhiệm với đối phương đến suốt đời. Lời tuyên thệ trên lễ đường chính là một minh chứng cho tình yêu và trách nhiệm của hai người với nhau. Vì thế, đừng có vội vàng mà kết hôn. Hãy cẩn thận với sự lựa chọn của mình. Khi bạn đã quyết định về chung nhà với ai đó, cùng ai đó hẹn ước với sự chứng giám của Thượng Đế, thì điều đó có nghĩa ngoài yêu ra, bạn phải có trách nhiệm với họ đến cuối đời. Trong đoạn hành trình sau này, bạn phải mang hạnh phúc tới cho họ sự bình yên, cho họ niềm tin, cho họ niềm vui, ấm áp và cho họ mọi điều tốt đẹp nhất trên đời để cùng họ vượt qua bao gian khổ, đớn đau, bệnh tật. Tiêu đề: Thói quen sau chia tay. Một buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên với tay lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn, sau đó chợt nhận ra người vốn dĩ cần chào nhau đã không thể nữa rồi. Chỉ vội à một tiếng rồi tắt điện thoại, im lặng nằm trên giường. Đột nhiên lòng nặng trĩu, hụt hẫng vô cùng. Khi đang nghịch điện thoại, phát hiện ra một tin rất thú vị, liền chụp màn hình lại, mở app nhắn tin, click vào tên người đang sáng, lại chợt dừng tay. Khoan đã,
mình còn là gì của nhau nữa đâu. Chỉ à một tiếng rồi rút tay lại, thoát màn hình, xóa bức ảnh vừa chụp. Im lặng, thế là lại hụt hẫng. Hôm nay thời tiết ẩm ương, lúc sáng nắng rõ to, buổi chiều mây đen đã kéo dần, thế là mưa thật to. Rồi ngẫm nghĩ, không biết bên đấy có mưa hay không nhỉ? Hình như hôm nọ anh bảo, ở đấy dạo này nóng lắm. Rồi vội giật mình, sao lại ngẩn ngơ nghĩ đến người đó nữa rồi. Chỉ lại à một tiếng, trong lòng bỗng chốc cũng hóa mưa ngâu. Buổi tối mãi không chịu đi ngủ, chỉ vì có người còn thức. Mà buổi tối một mình thì lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ, đa phần là nghĩ về người đó như là một thói quen khó bỏ. Yêu một người, bạn sẽ ngay lập tức hình thành thói quen với người đó. Một ngày 24 giờ, lúc nào cũng nghĩ đến họ. Chỉ cần bạn cầm điện thoại trên tay, điều đầu tiên là kiểm tra tin nhắn, rồi nhắn tin cho người đó. Có đôi lần, cuộc trò chuyện cứ kéo dài cả ngày đến tận tối muộn vẫn chưa dứt. Bạn như là một đứa trẻ, cứ không chịu đi ngủ, chờ ai đó nhắc nhở mới chịu ngoan ngoãn tắt điện thoại mà yên giấc. Đây hẳn là một thói quen xấu khó bỏ của những người đang yêu. Nhưng rồi, đến khi ai đó rời đi, thói quen theo đó mà thu hẹp. Tôi hỏi bạn, bạn còn là gì mà có quyền quan tâm, quấy rầy người ta nữa? Thói quen của bạn vì người đó mà hình thành, cả ngày kiểm tra điện thoại, lướt mạng không kiểm soát, mặc dù chẳng có gì hấp dẫn, nhưng tay thì vẫn lướt. Tin nhắn không đến, lòng liền trông mong. Khi bạn đang ăn cơm, người đó có đang ăn hay không? Trời mưa rồi, ở đó có mang ô hay không? Hôm nay tâm trạng người ta thế nào? Có điều gì muộn phiền hay không? Khi bạn nghĩ về họ, họ có vừa hay nghĩ về bạn hay không? Một mình bạn tự hỏi bản thân và rồi tự đau lòng. Việc hình thành một thói quen thì dễ, nhưng dứt ra lại rất khó. Bạn và họ không còn liên quan đến nhau nữa rồi. Đừng mở mắt ra là kiểm tra điện thoại. Đừng hở một tí là bất chợt nghĩ đến họ. Đi ngoài đường, đừng lơ đãng nhớ về họ rồi bất giác mỉm cười nữa. Mưa đến thì tự biết che ô. Buổi tối, đừng ương bướng, thức khuya đợi ai đó nhắc nhở nữa. Thói quen xấu thì nên bỏ thôi. Khi bạn đang nhớ, đang lo lắng thì chưa chắc họ đã như thế. Không còn ai quan tâm chăm sóc bạn nữa thì bạn phải tự làm mà thôi. Đừng trông ngóng vô ích về một người đã hình thành thói quen khó bỏ cho mình. Tiêu đề: Hãy buông bỏ đúng lúc. Mỗi người đều có sự nhạy bén riêng của bản thân, nhất là khi yêu. Đối phương có yêu bạn hay không, bạn là người hiểu rõ nhất. Cảm xúc sẽ khiến bạn nhận ra ngay, cũng giống như khi người đó hết tình cảm với bạn, cũng như thế đấy. Bằng một cách nào đó, bạn đã nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình ngày một phai mờ. Khi một người không còn yêu bạn nữa, người đó sẽ ngày càng vô tâm và hời hợt. Mỗi hành động mà bạn làm, dù là đáng yêu, đáng quan tâm hay là ầm ĩ, đối với họ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ phiền phức mà thôi. Bạn muốn quan tâm nhưng người ta không muốn kể. Bạn muốn thấu hiểu nhưng họ lại đóng cửa, không cho phép bạn bước vào. Bạn muốn chuyện trò, họ lại thờ ơ, để cho toàn bộ câu chuyện chỉ có một mình bạn nói. Vì vậy, hãy buông tay đi. Đừng hạ thấp bản thân như thế nữa. Chẳng phải bạn vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm hay sao? Khi một người đã không yêu bạn nữa, thì dù bạn có làm thế nào cũng vô dụng. Bởi tình cảm là tự nguyện, không thể gượng ép, lại càng không thể cưỡng cầu. Như thế chẳng khác nào làm khổ người, khổ mình. Hẳn là sẽ rất khó khăn để từ bỏ một đoạn tình cảm, cũng như là một người mà bản thân yêu bất chấp như thế. Nhưng cũng phải đến lúc buông tha cho nhau thôi. Nếu còn ở lại, bạn sẽ khiến bản thân bị thương đến mức nào nữa đây? Học cách yêu thương bản thân trước, rồi mới có thể yêu ai đó đúng cách. Đừng vì một người không đáng mà làm tổn hại chính mình. Vết thương mang trên người vốn chẳng thể nào sớm liền sẹo, chỉ có thể dùng thời gian để giảm bớt đau thương. Cho bản thân một chút thời gian để chấp nhận và buông bỏ. Cho tương lai một chút hy vọng để thay đổi bản thân tốt hơn. Cho trái tim được nghỉ ngơi sau những giông bão liên tiếp ập đến. Cho dẫu bạn có xem trọng đối phương đến đâu, thì hiện tại trong mắt họ, bạn cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Không còn là người mà họ yêu thương và muốn che chở cả đời nữa. Chỉ hy vọng bạn đủ mạnh mẽ,
dứt khoát và nhẫn tâm để rời bỏ người đó. Dẫu rằng sẽ vô cùng đau đớn và khó khăn, nhưng ngoài người đó ra, chẳng phải bạn còn rất nhiều việc cần phải làm đó sao? Gia đình, cuộc sống, bạn bè và tương lai. Nếu như không thể, cứ thế mà vượt qua, thì hãy làm cho bản thân bận rộn một chút, quan tâm gia đình, bạn bè nhiều hơn để không còn nhớ nhung, nghĩ ngợi về đối phương nhiều như trước. Thay đổi bản thân tốt hơn trước, xinh đẹp hơn, ưu tú và khéo léo hơn, lấy người cũ làm kinh nghiệm cho sau này. Đợi đến lúc mọi giông bão đều tiêu tan, cầu vồng sẽ xuất hiện, hẳn lại có người trân trọng bạn, yêu thương và che chở cho bạn còn hơn cả bản thân của họ. Hy vọng, cho dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu giông bão, bạn vẫn sẽ luôn tin tưởng cuộc đời này. Là người đó không tốt với bạn, chứ không phải là tình yêu. Vậy nên, hãy cứ tin tưởng vào tình yêu như trước kia. Tiêu đề: Nắng sẽ không vì ai mà tắt. Mỗi khi buồn phiền trong lòng, tôi sẽ chọn cách im lặng, không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn ai động vào mình, chỉ mong mọi người để mình được yên. Tôi sẽ hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, chui vào không gian riêng của bản thân. Không phải tôi làm mình làm mẩy, xua đuổi những người quan tâm đến mình, chỉ là tôi muốn được tự giải quyết. Vì nếu như không tự đứng dậy, tôi sẽ mãi dựa vào người khác. Tôi sợ cảm giác phải dựa vào ai đó mới có thể vượt qua khó khăn của bản thân. Như thế, tôi sẽ ngày một ỷ lại và càng lúc càng yếu đuối hơn. Tôi càng sợ phải đối diện với những ánh mắt thương hại của những người xung quanh, nên tôi thường không bao giờ nói với họ những trăn trở trong lòng của mình. Dù có nói, tôi cũng chỉ nói với những người ở cách xa tận vài tiếng máy bay, vì khi đó sẽ không cần đối diện với họ. Chỉ dăm ba lời qua màn hình điện thoại cùng tai phone mà thôi, như thế cũng đủ khiến lòng tôi ấm áp. Không phải tôi không tin tưởng những người quan tâm tôi thật lòng, mà là tôi sợ trở thành một kẻ yếu ớt. Nếu ngay cả nỗi buồn của bản thân còn không thể vượt qua, thì làm sao có thể bước tiếp? Mỗi người đều có những cách khác nhau để vượt qua muộn phiền trong lòng. Có người cần an ủi, có người cần yên tĩnh. Giống như tôi, cần im lặng để bản thân bình tĩnh, im lặng cho bản thân thời gian để vượt qua mọi chuyện. Có đôi lần, những muộn phiền ấy kéo tâm trạng của tôi xuống dốc tận vài tuần. Khi ấy, tôi chẳng thiết tha làm gì nữa. Sự lười biếng vốn có, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng, dẫu tôi có buồn phiền đến đâu, thế giới vẫn tiếp tục, trái đất vẫn xoay, con người vẫn tất bật. Chẳng ai vì tôi mà dừng chân, nắng cũng không vì ai mà tắt, nên tôi vẫn phải bước tiếp dù muốn hay không. Tôi bắt buộc bản thân phải che lấp nỗi buồn của mình khi ở cạnh những người xung quanh, ép bản thân phải cười thật tươi dẫu cho có gượng gạo đến đâu. Một mình tôi vẫn ổn, vẫn sống tốt, nhưng sự tình bên trong thì chưa chắc đã ổn như ý muốn. Dẫu ngoài trời có nắng đẹp, mây có trong xanh, nhưng trong lòng của tôi lại bộn bề bão giông, chỉ có thể đè nén chứ không thể kéo hết mây đen ra bên ngoài. Tôi chính là một người như thế đấy. Luôn giữ kín tâm tư của mình, chỉ thổ lộ với những người ở cách xa cả ngàn dặm. Tiêu đề: Đừng lúc nào cũng xem mình là ngoại lệ. Dù là con trai hay là con gái, thì cũng mong các bạn đừng bao giờ tự đem mình trở thành một người ngoại lệ nào đó của bất kỳ ai. Cũng đừng mong mình sẽ trở thành giới hạn của họ, hoặc tự đánh giá cao bản thân trong bất kỳ mối quan hệ nào. Hẳn là các bạn cũng biết rõ, vì sao con người lại hay thất vọng như thế? Là bởi vì họ ôm hy vọng quá nhiều, mọi thứ trên đời đều có nguyên lý và nguyên nhân. Mọi sự thất vọng đều bắt nguồn từ hy vọng. Bạn ôm hy vọng bao nhiêu thì sẽ đổi lại thất vọng bấy nhiêu. Vậy nên, đừng bao giờ hy vọng quá nhiều vào bất kỳ ai. Nhưng đây cũng chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì mấy ai làm được đâu. Chắc chắn là thế rồi, tình cảm thường lấn át lý trí. Nhưng bạn cũng không nên để trái tim khiến bạn trở nên u mê, không lối thoát. Một ngày nọ, sẽ có một người xuất hiện trong đời của bạn, vốn dĩ dự định sẽ đi ngang qua, nhưng lại đổi ý muốn dừng chân. Và rồi, bạn tin tưởng họ, yêu thương họ, một mực hy vọng và xem họ như chỗ dựa vững chắc cùng niềm tin kiên định nhất. Vậy mà sau đó, họ lại làm bạn đau lòng và rời xa bạn, chỉ để lại một vết dao đâm sâu vào lòng,
xuyên qua từng tấc da thịt, đau đến nỗi không thể nào chịu đựng được. Bạn cứ luôn cho rằng với khoảng thời gian dài như thế, người ấy sẽ không đối xử tệ với bạn. Với ngần ấy sự chân thành của bạn, người ấy sẽ không nhẫn tâm làm thế với bạn. Nhưng không, bạn không hề biết được rằng vốn dĩ có một số người sinh ra và tồn tại chỉ để làm tổn thương và lừa dối một ai đó. Và đôi khi, sự tổn thương không đến từ phía người ngoài mà lại đến từ những người mà chúng ta tin tưởng và yêu thương nhất. Nếu trách thì chỉ có thể trách bạn đã dại dột, tin yêu quá nhiều và để cho họ có cơ hội làm đau bản thân. Bạn cho rằng bản thân sẽ thành một ngoại lệ của ai đó ư? Không đơn giản như thế đâu. Một người đàn ông từng ăn chơi lêu lỏng, bất cần đời, nhưng khi gặp bạn, họ lại thay đổi tâm tính, chịu thương, chịu khó vì bạn. Bạn liền cho rằng bạn sẽ là một ngoại lệ, là người đặc biệt quan trọng trong đời của họ. Thế nhưng, năm tháng trôi qua, họ cũng quay lưng rời xa bạn. Rốt cuộc, bạn cũng hiểu ra, chẳng ai là ngoại lệ của ai. Người có thể vì bạn mà trở nên tốt hơn, cũng có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào. Đột ngột như thế, chẳng cho bạn một sự chuẩn bị nào cả, cứ vậy mà đánh sập bao niềm tin và trái tim của bạn. Bạn có một người bạn đã từng rất thân thiết, những điều bí mật cũng đem ra chia sẻ với nhau. Bạn luôn tin tưởng rằng tình bạn này sẽ không bao giờ có thể phai nhòa. Vậy mà vừa quay đầu, người bạn ấy đã biến mất, không để lại một dấu vết. Người đó cứ như thế mà rời xa bạn, biến mất khỏi cuộc đời của bạn như chưa từng quen biết, để rồi từ một người thân trở thành người xa lạ. Dẫu bạn có nghĩ và tự vấn bản thân thế nào thì cũng không thể thay đổi được. Người mà bạn xem trọng và cho rằng bản thân cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng người ta đều là do bạn tự huyễn hoặc mà thôi. Bạn muốn yêu một cô gái không cần quá nổi bật mà chỉ cần bình thường thôi cũng được, miễn là cô ấy có trái tim dịu dàng và thiện lương. Bạn cho rằng cô gái như thế sẽ chẳng nỡ làm hại ai, làm đau ai. Bạn yêu dáng vẻ dịu dàng đến mong manh của cô ấy. Bên cạnh cô gái, bạn cảm thấy bình yên lạ thường. Bao nhiêu phòng ngự của bạn đều vội vã sụp đổ, toàn tâm toàn ý mà yêu thương cô ấy. Để rồi một ngày, cô gái bình thường nhưng có trái tim dịu dàng và lương thiện nhất rời xa khỏi vòng tay của bạn một cách dứt khoát và tuyệt tình, khiến bạn chẳng trở tay kịp. Hụt hẫng và đau lòng, bạn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì? Chẳng phải vốn dĩ bạn và họ là giới hạn của nhau hay sao? Vết chí mạng trong lòng của bạn lại chính là do người mà bạn từng yêu nhiều như thế, thương nhiều đến thế gây ra. Hóa ra, một khi họ đã muốn đi, thì dù bạn có trao cả tim gan của mình cũng chẳng thể níu kéo được họ. Và cho dù mọi thứ trên đời này đều có giới hạn, thì giới hạn của đối phương cũng không phải là bạn. Vì thế, tự cho mình là giới hạn hay xem mình là ngoại lệ của bất cứ ai là một trong những điều ngu ngốc nhất. Cho dù chính miệng người đó có nói như thế, thì theo năm tháng trôi qua, liệu lời nói ấy có còn có thể mãi vương trên khóe môi của người ta hay không? Yêu thôi, đơn giản chỉ là yêu. Gặp được nhau là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, để có thể ở bên cạnh nhau đến cuối đời lại là điều hiếm hoi nhất. Cho đến khi ấy, xin hãy yêu chân thành và hết lòng, không cần tự hỏi bản thân có phải là giới hạn của ai đó, có phải bản thân là một ngoại lệ của ai đó. Lời nói cũng chỉ mãi là lời nói, giữ được hay không còn do có muốn hay không. Đừng dại dột mà nâng cao bản thân để rồi ôm lấy thất vọng. Tiêu đề: rồi sẽ có một ngày ai đó trở thành ngoại lệ của bạn. Bạn không thể tự huyễn hoặc bản thân trở thành ngoại lệ của một ai đó, nhưng sẽ có một ngày ai đó lại trở thành ngoại lệ của bạn. Đây chính là nghịch lý của cuộc đời. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, người ấy phá vỡ hết mọi quy tắc của bạn, khiến bạn trở thành một con người khác. Trong mắt chỉ có người ấy, cả bầu trời nhỏ trong lòng cũng chỉ hiện diện bóng hình của một người. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, người ấy sẽ khiến bạn từ một tảng băng lạnh lùng tan chảy thành dòng sông, chỉ để người ấy soi gương và ngắm nhìn bóng hình của mình trên mặt nước. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, người ấy đột nhiên trở thành mọi ngoại lệ của bạn. Một ngày 24 giờ
Người duy nhất bạn nghĩ đến là người đó. 1440 phút đều là nhung nhớ, 86.400 giây đều muốn gặp nhau. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, yêu thương bạn, che chở, bảo vệ và chữa lành mọi vết thương trong tim của bạn bằng tất cả sự dịu dàng nhất, ấm áp nhất, chân thành nhất. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, trở thành ngoại lệ của bạn và mặc nhiên bạn cho người ấy quyền làm tổn thương mình. Còn bạn chẳng một lời oán trách mà vẫn yêu, vẫn thương vô cùng. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, người ấy dù có làm bạn rơi lệ, khiến tim bạn vỡ vụn, bạn vẫn nhất quyết không rời xa. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, dẫu bạn là một người quyết đoán, chưa từng cho ai quá nhiều cơ hội, thế nhưng người ấy lại là một ngoại lệ. Hết lần này đến lần khác, bạn chấp nhận để người ấy quay về bên mình, dẫu trước kia người ấy có đối xử tệ bạc với bạn thế nào. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, mang bao dây dứt cho bạn mãi về sau, mang theo bao giông bão, bao luyến tiếc, nhưng cũng mang theo những hạnh phúc, những nụ cười và những cầu vồng rực rỡ. Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện, dù phải đổi lại là nước mắt, bạn cũng dại dột mà chấp nhận. Tất cả chẳng phải vì lý do phức tạp nào cả, chỉ đơn giản vì đó là ngoại lệ của bạn. Tiêu đề: Chúng ta đều vô tình làm tổn thương nhau. Cậu có sợ người khác tổn thương hay không? Còn tôi thì có. Người như tôi sợ khiến người khác tổn thương, sợ người này đau lòng, sợ người kia rơi lệ, sợ người nọ cô đơn. Những người xung quanh tôi luôn mong cho họ một cuộc đời bình yên vô thường. Tôi không muốn bản thân mình khiến bất cứ người quan trọng nào phải tổn thương. Cũng chính vì thế, có một vài chuyện nên nuốt vào lòng không nên nói ra. Một câu nói vô tình của cậu cũng khiến tôi chăn trở và tổn thương. Một hành động nhỏ của cậu cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có vẻ cậu chẳng phát hiện ra sự khác biệt giữa chúng. Có đôi khi chúng ta, những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành hay là những người chưa kịp già đi, đã đôi lần hồn nhiên khiến người khác tổn thương mà chính bản thân cũng không nhận thức được. Tiêu đề: Khi ai đó quyết định rời đi. Tôi từng cho rằng mất đi một ai đó trong đời thật sự là một chuyện rất đau khổ, nhưng hóa ra lại không phải như thế. Khi ai đó rời đi thì đấy chính là lý do khiến bạn thay đổi để có thể đối xử tốt với bản thân hơn. Nỗi đau mà người ấy mang lại hẳn sẽ khó có thể vượt qua, nhưng đấy lại là một bàn đạp để khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó thốt lên câu cảm ơn người vì đã rời xa. Một người ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ đã luôn cố gắng, lòng đầy trông mong, sau cùng trong mắt đều hóa thành cát bụi, bất lực mà từ bỏ, thì hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện đau lòng. Có lẽ là khi hai người từ thân thiết trở thành xa lạ, khi tin nhắn và sự quan tâm không còn mặn mà, khi mọi cố gắng đều trở nên vô dụng, mọi chờ đợi đều thành vô nghĩa, mọi chân thành đều là vô ích, cuối cùng cũng vượt quá sức chịu đựng của trái tim mà gục ngã, quyết định buông tha cho đối phương. Bạn mệt mỏi mà mặc kệ tất cả, chẳng còn muốn làm gì nữa, ôm vết thương lòng chấp nhận và chịu đựng, chờ cho nó phai nhòa. Có lẽ khi người đó đối xử tồi tệ với bạn, thì bạn mới có thể theo thời gian mà nhận ra bản thân cần phải thay đổi. Tất cả mọi người đều có thể đối xử không tốt với bạn, nhưng bạn thì tuyệt đối không được làm như thế với bản thân. Khi trái tim dần dần trở nên bất lực, bạn sẽ nhận ra rằng sự quan tâm đặc biệt trước kia vốn đã không còn nữa. Kể cả là tình yêu hay người mà bạn cho rằng cả đời sẽ không thể nào quên được, thì trong nháy mắt cũng sẽ chậm chậm mà tắt lịm. Vì vậy, bạn không cần mãi đứng chờ một ai đó nữa, càng không nên hao phí tâm tư của mình vì một người không xứng đáng và không biết trân trọng điều đó. Trên thế giới này, tình yêu tựa như một món quà, hạnh phúc là một sự ban ơn, gặp được nhau đều được xem là duyên phận, chỉ khi cả hai biết trân trọng thì mới có thể cả đời trân quý, cả đời yêu thương. Sometimes it's lost in love, but sometimes it's hurt instead. Tình yêu đôi khi sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đôi khi
nó lại bị thay thế bởi nỗi đau. Tiêu đề: Muôn kiểu phụ nữ khi yêu. Thứ nhất, kiểu phụ nữ mạnh mẽ. Có một kiểu phụ nữ, bề ngoài lẫn nội tâm vốn dĩ mạnh mẽ, ngoài miệng luôn nói: Bà đây cần tiền, không cần đàn ông. Ấy vậy mà khi lỡ dại yêu ai rồi thì liền thay đổi. Bạn đừng cho rằng bình thường họ mạnh mẽ thì sẽ không cần bạn chăm sóc, dỗ dành hay che chở. Bất cứ cô gái nào trên thế giới này cũng muốn có một người chở che, yêu thương, dù cô ấy có nhiều tiền, có địa vị cao sang đến đâu. Khi một người phụ nữ mạnh mẽ yêu bạn, nếu bạn là một người đáng tin cậy, khiến cho họ cảm giác an toàn khi ở bên, họ sẽ đem hết yêu thương cùng tâm can ra cho bạn. Kể cả lớp phòng ngự kiên cố cũng dễ dàng tháo bỏ vì bạn. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ mạnh mẽ như cũ, là một cô gái không sợ trời, không sợ đất. Thỉnh thoảng lại yếu đuối mỏng manh, bẽn lẽn rút vào lòng của bạn, than thở đôi câu. Thỉnh thoảng cởi bỏ dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường, bướng bỉnh mà trở thành một chú mèo ngoan. Thỉnh thoảng lại mèo nheo với bạn. Tất cả những điều ấy đều là vì cô ấy đã tìm được người mà bản thân tin yêu. Chẳng có cô gái nào vừa sinh ra đã mạnh mẽ, là do họ đã trải qua bao giông bão, chứng kiến sự khắc nghiệt và ngang trái của cuộc đời. Trái tim nhỏ bé đã chịu biết bao vết thương chằng chịt, để rồi ép bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường đấy thôi. Chỉ khi tìm được người thật sự khiến mình tin tưởng hoàn toàn, cô ấy mới có thể cởi bỏ hết thảy phòng ngự mà dựa vào. Tìm được đúng người, đúng thời điểm, kể cả bão giông cũng sẽ hóa cầu vồng, kể cả lạnh nhạt cũng sẽ hóa ngọt ngào. Số 2. Kiểu phụ nữ từng trải. Kiểu phụ nữ này vừa có nét quyến rũ, vừa có sức hấp dẫn từ việc từng trải. Họ đã nếm đủ hương vị cuộc đời, đi qua bao gian truân trắc trở, bị dòng đời xây xát, làm đau vô vàn lần, để rồi vững vàng đứng dậy mà bước tiếp. Nếu bạn có thể chinh phục và khiến họ yêu mình, thì chắc chắn bạn sẽ không phải hối hận khi yêu họ đâu. Cả người họ toát ra sự trầm tĩnh của người trưởng thành, cho chúng ta tin tưởng rất nhiều. Và nếu họ yêu một người mà người ấy có thể thấu hiểu họ, tam quan của người ấy cũng có vài nét giống họ, thì hẳn là sẽ khiến họ an lòng và mở lòng hơn. Và rồi, thỉnh thoảng họ cùng người ấy kể về những chuyện trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng nắm tay nhau dạo phố, chẳng cần phải ồn ào tấp nập, chỉ nhẹ nhàng im lặng đi cạnh nhau. Thỉnh thoảng lại hờn dỗi vì những điều nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần được dỗ dành vài câu thì lại vui vẻ. Thỉnh thoảng lại trẻ con đến bất ngờ. Có thế, bên cạnh một người phụ nữ như vậy, bạn sẽ được cảm nhận một tình yêu bình yên đến lạ, nhưng không hề nhàm chán. Bởi vì họ đã đi hết bao thăng trầm, nên chỉ cần một sự bình yên trong đời, kể cả tình yêu cũng thế. Không ồn ào như giới trẻ, không đau to búa lớn, tình yêu chỉ đơn giản là câu chuyện của hai người, chẳng ai có thể xen vào. Họ sẽ thấu hiểu được những tâm tư của bạn, không hề vô cớ ghen tuông vì những điều nhỏ nhặt chẳng có căn cứ, cũng không hề làm ầm lên mỗi khi cãi vã. Họ sẽ dùng sự trưởng thành của mình để yêu bạn, một tình yêu không ấu trĩ, không sáo rỗng. Bởi phụ nữ từng trải khó mở lòng, khó yêu và rất khó tin. Nếu họ đã chọn bạn, thì hẳn bạn là người khiến họ dẹp hết bao nhiêu muộn phiền, đẩy lùi những vết thương trong lòng, chỉ để yêu và yêu bạn mà thôi. Phụ nữ từng trải không có nghĩa là phụ nữ đã cũ. Yêu một người như thế, ngay cả bạn chưa đủ trưởng thành thì cũng sẽ nhanh chóng học được cách trưởng thành để có thể xứng với họ, để có thể trở thành chỗ dựa và bảo vệ cô ấy như cách mà bao người đàn ông khác muốn làm cho người mình yêu. Ai mà không muốn người mình yêu đôi khi sẽ yếu đuối, ôm chặt mình sau một ngày dài vất vả ngoài kia. Thế đấy, tình yêu của phụ nữ từng trải vừa bình yên vừa sâu sắc đến lạ. Số 3. Kiểu phụ nữ chưa trưởng thành. Kiểu phụ nữ chưa trưởng thành không phải là mấy cô nhóc mười mấy tuổi đâu nhé, mà là kiểu người có tâm tư non trẻ, chưa hiểu sự đời ra sao. Yêu cô ấy, bạn vừa là người yêu, vừa là một người bạn, vừa là một ông bố thấu hiểu tâm tư tuổi hồng. Không phải họ phiền phức, chỉ là họ ngây ngô xem người mình yêu là tín ngưỡng để giải tỏa hết bao muộn phiền. Cô gái như thế thỉnh thoảng sẽ khiến bạn yêu vô cùng,
vì tính cách đáng yêu, có gì cũng tâm sự, chia sẻ với bạn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ khiến bạn mệt mỏi vì liên tục mèo nheo. Cô gái như thế vẫn còn non trẻ, một khi yêu ai sẽ yêu hết lòng, dễ dàng tin tưởng và hình thành thói quen với người mà cô ấy xem là duy nhất. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng cô gái như thế sẽ ngây ngô mãi mãi. Cô ấy trẻ con là vì tin yêu bạn, chỉ muốn trẻ con với người mình yêu để người ấy mãi bao bọc và chăm sóc cho mình. Cô ấy thỉnh thoảng sẽ ghen tuông vô cớ, thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo, thỉnh thoảng lại ồn ào. Nhưng tất cả là vì cô ấy đang ở bên cạnh người mình yêu. Có ai lại muốn làm những điều ấy với người mình không thích bao giờ? Sự chiếm hữu của cô ấy cũng khá cao, chỉ muốn bạn là của cô ấy, không ai được bén mảng đến gần, dù có là bạn bè bình thường. Sự ngây thơ của cô ấy đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy thật đáng yêu. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi là bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan. Sự nhiệt tình của cô ấy thỉnh thoảng lại khiến bạn ấm lòng. Hẳn là khi yêu một người chưa trưởng thành, bạn sẽ bận rộn với cảm xúc của cô ấy rất nhiều. Nhưng bạn có thể dạy cô ấy cách để trưởng thành nếu như bạn muốn. Cùng cô ấy tâm sự, đôi khi cô ấy sẽ dùng sự lương thiện của mình để xoa dịu vết thương lòng cho bạn. Có thể bề ngoài và nội tâm của cô ấy chưa trưởng thành, nhưng có những việc suy nghĩ ngây thơ một chút cũng tốt. Số 4. Kiểu phụ nữ khép kín và nhạy cảm. Nếu bạn yêu một người phụ nữ khép kín, tức là sống nội tâm, thì bạn sẽ khá là khó khăn để có thể thấu hiểu cô ấy. Người nội tâm thường đi đôi với nhạy cảm, mà nhạy cảm là khởi đầu của mọi sự rắc rối. Cô ấy có thể chỉ bởi một lời nói đùa của bạn mà suy nghĩ cả đêm, nhưng cũng có thể cả ngày ngập tràn hạnh phúc vì một câu quan tâm đơn giản của bạn. Người nội tâm thường không dễ dàng bộc lộ cảm xúc và tâm tư của mình cho bất kỳ ai. Họ muốn tự mình giải quyết hơn là làm phiền đến người xung quanh. Có thể trước mặt bạn, cô ấy sẽ tươi cười như không có chuyện gì, nhưng sau lưng bạn lại ủ dột, lạ kỳ. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ im lặng, không nói gì, chỉ muốn dựa đầu vào bờ vai của bạn mà ngắm nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng sẽ ôm chặt bạn, nói đôi ba điều đáng yêu. Thỉnh thoảng lại gọi điện nói chuyện không được nhiều, nhưng khi nhắn tin thì cô ấy lại nhiệt tình đến lạ. Bạn đừng vội chán nản khi yêu một cô gái như thế. Bạn phải hiểu, với một người khó mở lòng và khó tin tưởng bất kỳ ai mà lại chấp nhận yêu bạn, thì bạn chính là người mà cô ấy chọn lựa. Có thể cô ấy không biết cách yêu bạn sao cho đủ, lại không muốn nỗi phiền muộn của cô ấy lây lan sang bạn. Nhưng nếu bạn tinh ý nhận ra lời nói của cô ấy có sự bất ổn hay dòng tin nhắn không bình thường, rồi bạn gặn hỏi thì hẳn là cô ấy sẽ nói cho bạn nghe. Nếu cô ấy tiếp tục im lặng và chỉ mỉm cười nói lời cảm ơn thì cũng không sao, hẳn là trong lòng cô ấy cũng cảm thấy ấm áp vì có người nhận ra và quan tâm tới cô ấy. Dù cô ấy có muộn phiền thì chỉ cần bạn ở cạnh bên, trong lòng cô ấy cũng khá hơn rất nhiều, giống như bạn là chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy ngồi im lặng chẳng nói gì, thỉnh thoảng lại nói rất nhiều, líu lo như là chú chim nhỏ bên bạn. Thỉnh thoảng ôm chặt bạn chẳng vì điều gì, thỉnh thoảng lại giấu giếm một vài tâm sự, thỉnh thoảng lại bày tỏ hết tất cả. Thật ra chẳng ai muốn giấu người mình yêu bất cứ điều gì, chỉ là họ không muốn nỗi buồn của mình lây lan cho bất kỳ ai mà thôi. Đến khi có thể nói, họ sẽ cùng bạn tâm sự thâu đêm. Bên cạnh đó, sự nhạy cảm của cô ấy lớn hơn bất kỳ ai. Chỉ một vài điểm khác lạ của bạn cũng có thể khiến cô ấy dễ dàng nhận ra và quan tâm ngay. Cô ấy muốn cùng bạn gánh vác trên vai một phần nỗi buồn, một phần mệt mỏi và một phần gian truân của cuộc đời. Cô ấy có thể thấu hiểu và dễ dàng nhận ra tâm trạng của bạn. Ở bên cạnh cô ấy, bạn sẽ cảm thấy bao bão tố dường hóa thành cầu vồng. Cũng có đôi khi bạn chẳng có ý gì, nhưng cô ấy lại suy nghĩ nhiều, rồi hai người không thể hiểu nhau mà cãi vã đôi điều. Đôi khi cô ấy chỉ vì một dòng tin nhắn hay là bình luận gì đó của bạn mà suy nghĩ cả đêm, đôi khi lại khó hiểu đến lạ kỳ. Điều đó hẳn là sẽ khiến bạn cảm thấy phiền phức và mệt mỏi. Nhưng có thật là cô ấy đang làm quá lên không? Chẳng phải bạn yêu cô ấy vì sự nhạy bén và con người của cô ấy hay sao? Nếu đã biết cô ấy nhạy cảm,
thì mong bạn đừng làm những điều tưởng chừng như là vô tâm lại có thể làm tổn thương cô ấy. Phụ nữ dù có kiên cường đến đâu nhưng một khi đã yếu lòng cũng rất dễ tổn thương. Chỉ cần bạn toàn tâm toàn ý yêu cô ấy sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung nữa. Số 5, kiểu phụ nữ thực tế. Người ta thường nói phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Nhưng chưa hẳn tất cả đều như vậy. Có một số phụ nữ sống rất thực tế, họ xem những lời nói bay bổng, ngọt như đường là những điều giả dối và sáo rỗng, không đáng một xu. Và tất nhiên họ không hề tin những lời nói ấy. Kiểu phụ nữ này đôi khi lại thực tế đến nỗi thực dụng, sống đúng kiểu của thời đại bây giờ. Thứ họ cần không phải là tình yêu đầy lời ong bướm, mà là thực tế đi kèm với vật chất. Họ muốn yêu một người không phải lúc nào cũng chỉ biết nói lời đường mật, mà phải có chí cầu tiến. Có thể hiện tại người đó không có gì trong tay, nhưng trong đầu đã vạch rõ định hướng cho tương lai. Người đó có thể nghèo, nhưng không được thiếu nghị lực. Nếu bạn yêu cô ấy, đừng hứa hẹn những lời cao xa, mà hãy dùng hành động để chứng minh. Cô ấy thỉnh thoảng sẽ chạy theo công việc của mình, thỉnh thoảng trò chuyện với bạn về ước mơ của mình, thỉnh thoảng nói bôi ba lời yêu thương, nhưng không sến sẩm. Ba chữ em yêu anh cũng thỉnh thoảng mới được nghe, vì cô ấy thường thích hành động hơn là lời nói. Cô ấy cần tình yêu mặn mà, chứ không phải là tình yêu ngọt ngào giả dối. Bạn yêu cô ấy, đôi khi sẽ thấy cô ấy suy nghĩ về cuộc đời rất thực tế đến khắc nghiệt. Nếu bạn bận rộn, cô ấy sẽ hiểu, hôm nào rảnh rỗi mới rủ bạn đi đâu đó, hoặc khi không có chuyện gì làm thì sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ bạn về. Trong lúc bạn bận rộn, nửa lời cũng không làm phiền. Thỉnh thoảng khi nói chuyện, bạn nói đôi ba câu yêu đương, mặt cô ấy lập tức liền đỏ ửng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Hẳn rồi, ai được yêu thương mà không hạnh phúc? Có thể cô ấy không thích những lời đường mật, nhưng trong bão tố cuộc đời, có người ôm chặt mình vào lòng thì thầm ba chữ anh yêu em yêu anh thì còn gì bằng. Lãng mạn đúng lúc, mặn mà đúng chỗ là như vậy. Thế đấy, trên đời này có muôn kiểu người, muôn kiểu yêu. Không chỉ riêng phụ nữ mà đàn ông khi yêu cũng sẽ khác bình thường. Phụ nữ dù có mạnh mẽ hay là kiên cường đến đâu, dù có yếu đuối hay là mong manh đến mức nào, thì khi yêu vào, họ sẽ vì người mình yêu mà thay đổi và bộc lộ con người thật của mình. Chẳng ai muốn hóa trẻ con, làm những điều ngốc nghếch hay là quan tâm một kẻ mà mình không yêu cả. Bởi vì bên ngoài đã quá mệt mỏi rồi, nên họ muốn khi ở bên cạnh bạn, họ có thể mặc kệ mà phá bỏ bức tường mình tạo dựng, hóa thành chú mèo lười bám lấy bạn mà thôi. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và trân trọng, nhưng họ cần phải mạnh mẽ để không bị tổn thương. Họ có thể không cần bất cứ ai bảo vệ, che chở và bao bọc, nhưng họ không thể không mong muốn ở bên cạnh người có thể tạo cho họ cảm giác an toàn, an tâm tuyệt đối. Để xây dựng niềm tin và sự an toàn đó với họ thì cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Chỉ mong bạn có thể trân trọng và để cho tình yêu của họ được đặt đúng chỗ. Thật lòng yêu một người, tự bản thân bạn sẽ biết cách làm cho họ tin tưởng và chấp nhận mọi khiếm khuyết của nhau. Phụ nữ là để yêu thương và trân trọng, đàn ông là để thương yêu và được chăm sóc. Tiêu đề: Như thế nào gọi là tạm bợ lẫn nhau? Một vài mối quan hệ giữa cá nhân được gọi tên là mối quan hệ tạm bợ. Hai con người cô đơn, lạc lõng giữa xã hội này, vô tình tìm được nhau và rồi cứ thế như một cách tự nhiên nhất, chúng ta ở cạnh nhau. Có tình cảm nhưng chỉ là rung động nhất thời, không chắc chắn được tương lai sau này. Cho nên quyết định nương tựa lẫn nhau, cho nhau một tình yêu tạm bợ không hơn không kém. Tạm bợ khác với mập mờ. Mối quan hệ mập mờ là một mối quan hệ không cách nào định nghĩa và gọi tên. Người yêu không phải, bạn bè cũng không. Hai người có tình cảm, dù nói ra hay không thì cũng chẳng tiến tới. Cứ như là một sợi dây rối tung, không có cách nào tháo gỡ. Mối quan hệ tạm bợ là mối quan hệ có tên gọi, nhưng tình cảm giữa hai người lại không phải yêu, mà chỉ đơn giản là rung động. Dù là người yêu đi chăng nữa, bạn cũng không có quá nhiều quyền hạn để xen vào cuộc sống của đối phương. Tình yêu khác tạm bợ ở chỗ,
Hai người chẳng có một sợi dây liên kết nào với nhau. Thứ liên kết duy nhất giữa hai người là sự rung động nhẹ nhàng, tựa như gió xuân. Chúng ta chẳng ảnh hưởng đến nhau, lại hệt như hai người xa lạ, giả vờ thân thiết. Nếu bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ toàn tâm toàn ý, bao nhiêu muộn phiền đều muốn chia sẻ với người đó, bao nhiêu ước định tương lai đều muốn cùng người đó thực hiện. Vì đối phương, bạn có thể thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Đôi khi trong tình yêu giữa hai người, có một vài điều khiến trái tim bạn tan nát. Còn tạm bợ thì không, hoàn toàn ngược lại với tình yêu. Ở ngoài kia, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy tạm bợ, không cần phải khó khăn tìm kiếm như là một tình yêu đích thực, dễ dàng có cũng dễ dàng rời đi. Vì sao lại là tạm bợ? Đời này có ai thích tạm bợ ư? Như Hà Dĩ Thâm trong Bên Nhau Trọn Đời đã từng nói, sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ. Tạm bợ chỉ khá hơn mối quan hệ mập mờ ở chỗ là nó có tên gọi, là hai người cùng nhau ở bên trong trạng thái yêu đương, nhưng lại không hề muốn đối phương bước vào cuộc sống của mình. Khi bạn không thể quên được quá khứ, không thể quên được một người đã từng khiến trái tim bạn tan nát, thế là bạn tìm một người ở cạnh bên, vừa để thay thế chỗ trống trong trái tim, vừa làm chỗ dựa mỗi khi bạn muốn có người kề bên. Tựa như khi bạn đang cô đơn, có người xuất hiện, tình nguyện đứng đấy, im lặng nghe bạn nói để bạn có thể tạm bợ cảm xúc của mình. Vậy ra, bạn không hề yêu họ, bạn chỉ cần họ, sự rung động khi cô đơn ấy khiến bạn lầm tưởng là yêu. Thật tồi tệ làm sao khi chính người mang trong mình sự tổn thương lại làm tổn thương người khác chỉ vì họ khờ dại đến bên bạn đúng lúc ấy. Có thể đối với bạn, mối quan hệ này tan vỡ cũng chỉ đơn giản như là một người rời đi. Nhưng đối với người thật lòng yêu bạn thì lại khác. Nỗi đau này chẳng khác gì yêu đơn phương một người rồi bị từ chối, có lẽ còn đau hơn gấp trăm lần nỗi đau mà bạn đang chịu đựng. Chẳng ai vui vẻ khi bị một người quan trọng phản bội cả. Bạn sống cho hiện tại nhưng lại luôn nghĩ về quá khứ, chưa từng nói với họ về tương lai phía xa, chưa từng ước hẹn mong muốn đem lại hạnh phúc cho họ, chưa từng thật lòng trong lời nói. Người đó rơi lệ, bạn cũng chỉ xót xa đôi chút và còn chẳng muốn quan tâm nhiều nữa. Trong đầu luôn hiện lên một câu, chẳng phải chúng ta chỉ là tạm bợ ư? Để rồi, một người đau lòng tuyệt vọng, cố gắng níu kéo, cố gắng khiến bạn quên đi quá khứ mà chỉ yêu một người hiện tại là họ. Nhưng sự cố chấp của tạm bợ chính là, một khi đã tạm bợ, sẽ mãi là tạm bợ, chẳng thể nào trở thành tình yêu. Trong mối quan hệ này, có một người chẳng hề quan tâm ở lại hay không, đến lúc hết cần thì sẽ nhanh chóng rời đi, lại có một người dù đau đến tận tâm can vẫn nhất quyết không buông tay. Nếu khuyên họ từ bỏ thì là điều rất khó khăn và nhẫn tâm, nếu khuyên bạn cố gắng thì chẳng khác nào giúp bạn lún sâu vào thương tổn đến nỗi toàn thân đầy vết thương. Chỉ yêu thôi, chỉ đơn giản là yêu thôi, lại khó khăn hơn cả việc chúng ta tồn tại trên cái cõi đời này rồi. Giày vò nhau đến bạc đầu, dù có đau thương cũng kiên quyết không buông tay. Thở ban đầu dây dưa với nhau, đến sau này lại bị chính người trả lại tự do. Bởi vì yêu em nên không muốn tạm bợ. Chích Không Tạm Bợ của Lý Vinh Hạo. Tiêu đề: Lẽ ra đã có thể. Ngày còn đi học, khi kiểm tra, làm sai có thể sửa, câu nào không biết có thể bỏ qua, hoặc là quay sang hỏi bạn bè bên cạnh. Ngày còn đi học, vì lười biếng nên tụm 5 tụm 7 cúp học một ngày, sau đó bị phạt thì cả đám cùng chịu chung. Ngày còn đi học, đáp án trong giấy kiểm tra chỉ có là A, B, C, D. Cảm thấy câu nào dài nhất trong 4 câu thì chọn. Câu nào ngắn nhất trong 4 câu thì chọn. Câu nào đọc nghe hợp lý thì chọn. Phạm lỗi còn có người nhắc nhở, dạy bảo. Sau này, tất cả những điều như thế sẽ không còn nữa. Nếu bạn làm sai một điều gì đó thì sẽ rất khó khăn để sửa lại lỗi lầm, có khi còn không kịp. Những thứ không biết, muốn hỏi cũng chưa chắc có người thật lòng muốn chỉ dạy cho bạn. Ra ngoài đời, nếu lười biếng sẽ không sống nổi trong một đống bộn bề,
Không chăm chỉ thì sẽ khổ cực cả đời. Đáp án trong bài chỉ có ABCD, còn đáp án cuộc đời thì có vô vàn lời giải. Không thể vì cảm thấy điều đó nghe có vẻ dài dòng mà đúng, nghe có vẻ ngắn gọn xúc tích mà chấp nhận. Cũng không còn ai đứng bên bạn nhắc nhở bạn mỗi ngày nữa. Ngày trước, khi không thể làm xong mọi việc, cứ luôn nói rằng không sao vẫn còn kịp, để từ từ rồi hoàn thành. Khi giận nhau với ai đó, lại luôn nói không sao, để ngày mai xin lỗi. Khi muốn gặp ai đó, lại luôn trì hoãn thời gian, tự nói với mình rằng không sao, thời gian vẫn còn nhiều, không cần phải vội. Sau này sẽ không thể như thế được nữa. Sẽ có một số người, một số việc, nếu bạn không làm ngay bây giờ thì sẽ không còn kịp. Để rồi chỉ đổi lại một câu đầy bi thương, lẽ ra đã có thể. Mọi thứ trên đời đều có giới hạn, chẳng ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ bạn cả đời. Lẽ ra đã có thể là một câu nói ngụy biện cho tất cả những sai lầm và bỏ lỡ của con người với nhau. Tiêu đề: Phụ nữ là để yêu thương, đàn ông là để chăm sóc. Trên trái đất có hơn 7 tỷ người sinh sống. Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, bất kể giới tính. Dù là con trai hay con gái cũng đều có những nỗi khổ riêng. Thế giới vốn dĩ không có cái gọi là bình đẳng nam nữ. Điều đó chỉ tồn tại trong nhận thức của con người mà thôi. Nếu họ xem trọng bạn thì sẽ nhường nhịn bạn, còn nếu không thì sẽ ăn thua đủ với bạn. Bạn vốn chẳng có quyền gì mà đòi hỏi cuộc đời phải đối xử công bằng với mình, trong khi chính bạn còn không công bằng với người khác. Sinh ra là phái nữ đã là một thiệt thòi, là phái nam cũng thiệt thòi không kém. Là phụ nữ, bạn phải nữ công gia chánh, đảm đang chu toàn mọi việc trong nhà lẫn ngoài xã hội. Nhiệm vụ của bạn là sinh con đẻ cái. Nếu bạn không thể sinh con thì là một cái tội, tội cực kỳ lớn. Mà người đời thường ví một câu như thế này: cây độc không trái, gái độc không con. Phải chăng sự hà khắc của xã hội đã chèn ép những người phụ nữ quá nhiều? Trong một vài trường hợp, người thiệt thòi là phụ nữ. Trong tình dục cũng vậy, nếu xảy ra tai nạn, người khổ chỉ có phụ nữ. Tôi hỏi bạn, khi ấy người bị chỉ trích nhất có phải là cô ấy hay không? Người đời luôn đem chinh tiết của phụ nữ ra làm bàn cân nhân cách, chứ ít ai đem sự trong sạch của đàn ông ra để mà so sánh. Tại sao các anh con trai đòi hỏi một cô con gái còn trong trắng, trong khi chính các anh lại cùng với nhiều người khác làm chuyện đó? Chinh tiết chẳng phải là thứ để bạn có quyền phán xét nhân cách của một cô gái. Ông bà mình thường nói, có con gái trong nhà như là bom nổ chậm. Con gái sau này lấy chồng sẽ trở thành con của người ta. Liệu có ai biết con gái sẽ cảm thấy buồn lòng như thế nào khi nghe được điều ấy hay không? Họ cũng là một nửa của thế giới, tại sao lại phải so sánh như thế? Và còn phái nam, hẳn là trong tất cả chúng ta đều cho rằng bọn họ sẽ luôn luôn mạnh mẽ, nhưng thực ra thì không phải như thế. Chẳng ai có thể mạnh mẽ cả đời. Cuộc đời này có quá nhiều trắc trở, một mình sao có thể chống chọi với thế gian. Là một người con trai, khi vừa sinh ra đã mang trọng trách mà phái mạnh cần phải có để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Muốn bố mẹ an yên thì phải làm việc thật nhiều để kiếm tiền. Muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc thì kinh tế phải vững chắc. Muốn có gia đình vợ con hạnh phúc thì trước tiên phải có đủ khả năng gánh vác và làm trụ cột trong nhà. Đàn ông con trai mà không chăm lo được cho mình, người mình yêu thì còn làm được gì? Là con trai thì phải gánh vác mọi việc. Từ khi nào những tiêu chuẩn kép này lại dành hết cho đàn ông? Cũng bởi vì là phái mạnh nên đôi khi họ không cho phép mình trở nên yếu đuối. Mọi việc đều muốn tự giải quyết, không muốn làm phiền ai. Họ phải biết nhún nhường người khác giới, đặc biệt là cô gái của mình, phải biết cách dỗ dành, chiều chuộng. Đôi khi yêu một cô gái, từ một người con trai liền biến thành người yêu, người bạn, người tình, anh trai, người bố, chỉ để hiểu và làm hài lòng cô ấy. Khi trở thành một người đàn ông thực thụ, ngoài gia đình và tình yêu ra, sự nghiệp cũng rất quan trọng. Phụ nữ có thanh xuân, đàn ông cũng vậy, chỉ là thời điểm tuổi trẻ của hai người khác nhau mà thôi. Tôi từng hỏi rất nhiều người, tuổi trẻ đẹp nhất của con trai và con gái là khi nào? Tôi đã nhận lại nhiều câu trả lời khác nhau,
Có người nói là 15 đến 25 tuổi, có người lại nói từ 17 đến 28. Nhưng trên hết, có những sự tương đồng rất nhiều trong câu trả lời ấy. Thanh xuân của con gái là từ độ tuổi 16 đến 25, khi ấy họ đang còn vô tư, bắt đầu với tình yêu đầu đời, những rong ruổi trong tháng ngày tuổi trẻ. Họ có thể không có nhiều vinh hoa, có thể kiếm không nhiều tiền, nhưng vẫn hài lòng với cuộc sống này. Khi ấy, họ vẫn còn sức khỏe, đam mê nồng nhiệt, sự tự tin lẫn vẻ bề ngoài, những cái bướng bỉnh cùng cố chấp thời thiếu thời. Mọi thứ đều như là một bàn đạp thúc đẩy bước chân của họ cho tương lai sau này. Bao nhiêu sai lầm, tổn thương, sóng gió và cả những ngây thơ thời thiếu thời rồi sẽ nhanh chóng kết thúc khi bước qua tuổi 25. Khi ấy, họ buộc phải trưởng thành hơn. Những năm tháng trước kia đã dần bào mòn suy nghĩ và sự ngây dại của họ. Cô gái khi bước qua tuổi 25 đã thôi không còn mơ mộng hão huyền, thôi bướng bỉnh và ngang ngược vô cớ, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập hơn. Còn đối với con trai, tuổi trẻ của họ chỉ nằm trong khoảng từ 20 đến 25, bởi khi ấy họ vẫn còn ngây dại, non trẻ, có ước mơ hoài bão, có sức khỏe, có tự tin, có bản lĩnh. Những thứ mà tuổi trẻ ban tặng giúp họ đủ điều kiện để bắt đầu xây dựng tương lai cho mình. Sau khi qua 25 rồi, cuộc đời sẽ dạy họ cách điềm tĩnh đối mặt với mọi chuyện, dạy họ cách chấp nhận thực tại luôn xa vời với mộng tưởng, và hơn hết, họ không còn kịp để bù đắp những sai phạm trước kia. Có thể nói khi ấy, bố mẹ, cuộc sống của bản thân, tương lai của người mình yêu là trách nhiệm to lớn đè nặng trên vai của họ. Họ không thể rong chơi mãi được. Năm tháng tự do tự tại, vô lo vô nghĩ của họ đã kết thúc ở năm 24 tuổi. Dù cô đơn, dù khổ cực, vẫn phải vững bước mà đi tiếp. Trốn chạy thì hèn nhát, bước tiếp thì bất lực. Trên vai, trên lưng của họ lúc bấy giờ là mệt nhọc cùng áp lực, như là một tảng đá đang lớn dần lên từng ngày. Vì vậy, làm người vốn dĩ là khổ cực, có thể gặp được nhau đã là điều rất may mắn. Có thể trong cuộc đời này, bạn từng đi qua nhiều nơi, gặp được nhiều người, nhưng sau tất cả, có thể để mình dừng chân, sống một cuộc đời an yên bên cạnh những người mình thương mới thật sự là điều toàn vẹn. Các bạn đừng đè nặng áp lực và định kiến xã hội lên bất kỳ ai. Dù là giới tính nào đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ đơn giản là một con người bằng da bằng thịt. Chẳng ai vô cảm hoàn toàn, chỉ là do họ giỏi chịu đựng mà thôi. Đừng ai đòi hỏi bất cứ điều gì ở bất kỳ ai, cho bạn hay không là do họ tự nguyện. Cũng đừng dùng định kiến xã hội mà giày vò ai. Khi bạn làm tổn thương một người thì sẽ có người khác làm như thế với bạn. Là con trai hay con gái đều có những nỗi khổ riêng, đều có sự bất công riêng. Trên đời này không có gì bình đẳng, cũng không có ai là toàn diện. Thiếu hụt cái này thì sẽ được bù đắp bằng cái khác. Tiêu đề: Trân trọng những người khác cũng như trân trọng bản thân. Trong chúng ta của sau này, Tiểu Hiểu và Kiến Thanh đã bỏ lỡ nhau trong thanh xuân của mình. Để đến mãi sau này, khi ngồi cạnh Kiến Thanh, Tiểu Hiểu chỉ nói một câu: "Em đã bỏ lỡ anh rồi." Kiến Thanh cũng chỉ có thể nói: "Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là đã không còn chúng ta nữa rồi." Trong cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cũng bởi cái không biết của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi mà hai người đã bỏ lỡ bao cơ hội của nhau. Kha Cảnh Đằng không biết cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để có được bạn học Thẩm xinh đẹp. Thẩm Giai Nghi cũng không biết cô đã bỏ lỡ bạn học Kha mà cô rất quý mến ấy. Trong tôi vẫn nghe tiếng em gọi thầm, chỉ vì không thú nhận tình cảm với nhau vì bệnh tật mà Satoru đã đẩy Yuko ra xa. Cũng bởi niềm khao khát thoát khỏi cảnh quê nhà mà Yuko đã không còn là cô gái như trước kia. Cả hai cứ như thế, bị tuổi trẻ và thời gian nhấn chìm trong u tối, cuối cùng bỏ lỡ nhau mãi mãi. Rất nhiều người đã từng bỏ lỡ nhau trong cuộc đời này, và thường là khi chúng ta còn trẻ dại. Không giống như Cảnh Cảnh và Dư Hoài trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, càng không giống như Kiều Nhất và F Cool trong Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em, bỏ lỡ thì còn có thể tái hợp. Trong thế giới này,
Xác suất để gặp được nhau vốn đã rất nhỏ, bên cạnh nhau còn hiếm có hơn, chứ huống chi là bỏ lỡ rồi tái hợp. Sự khờ dại, non nớt và bướng bỉnh thuở thiếu thời thường khiến con người ta phạm phải nhiều sai lầm, cùng ôm bao tiếc nuối mà trưởng thành. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể dùng những lý do để ngụy biện. Khi bạn còn non trẻ, ta vì những mộng tưởng, sự nhút nhát, sự tự ti mà vô số lần bỏ lỡ một ai đó, vì những gai góc và nóng nảy mà bao lần làm tổn thương người khác, dù chính bản thân cũng không hay. Khi nhìn lại những điều như thế, ngoài tiếc nuối và hối hận ra, bạn còn cảm thấy những gì? Trong bao năm tháng tuổi trẻ, bạn có gì trong tay, đánh mất những gì, bỏ lỡ những ai, cho đến tận sau này, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể nói gọn trong hai chữ hoài niệm. Tiêu đề: Quan trọng là lòng người. Có một số chuyện, một số nỗi đau, người ngoài nghe thì thấy có vẻ là ta đang phóng đại hóa mọi thứ và làm cường điệu nỗi đau lên. Nhưng thực ra, có thể đối với người ngoài thì nỗi đau ấy rất nhỏ bé, nhưng với người trong cuộc lại là nỗi đau tận tâm khảm, không cách nào để nguôi ngoai. Nếu bạn thật sự yêu một ai đó, bạn sẽ yêu người đó hết lòng, dẫu họ không ở cạnh, dẫu họ cách bạn vài tiếng xe chạy hay là cả một dặm đường dài hàng mấy giờ máy bay. Cho dẫu họ bận rộn, thời gian dành cho bạn ít hơn dành cho cuộc sống thường nhật, nhưng bạn biết, chỉ cần một phút rảnh rỗi, họ sẽ tìm đến bạn, khiến bạn an lòng. Vì vậy mới nói, khoảng cách địa lý vốn chẳng có gì quan trọng là lòng người. Tiêu đề: Đi khắp năm châu, chẳng nơi đâu bằng nhà. Nghe mẹ kể, hồi còn bé tôi có một thói quen, hễ thấy bố tự nhiên bận quần dài hay là áo sơ mi. Bình thường bố toàn bận quần sọt và áo thun là tôi lại hỏi: "Bố ơi, bố đi đâu thế?" Nếu bố không trả lời, tôi sẽ mèo nheo mãi. Có khi còn ôm chân bố mà vồi vĩnh: "Bố cho con đi với." Mẹ bảo bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười. Mà thật ra đến tận bây giờ, khi đã hai mươi mấy tuổi, tôi vẫn không bỏ được cái tật ấy. Chỉ cần thấy bố bận quần dài hay là áo sơ mi là tôi lại vô thức hỏi bố đi đâu thế. Có lẽ trong não bộ đã hình thành thói quen này nên lớn lên rồi cũng không bỏ được. Mà tôi cũng thích như thế, bố tôi cũng không thấy phiền hà gì. Bởi vì thỉnh thoảng thoát khỏi cuộc sống bên ngoài với bộn bề trăm việc và áp lực, về đến nhà rồi tôi chỉ muốn làm một cô con gái bé nhỏ, mèo nheo, vòi vĩnh đủ thứ với bố mẹ thôi. Bố tôi là người khó tính, đàn ông dĩ nhiên chẳng mấy khi thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng trong lòng lại luôn quan tâm con cái. Mỗi lần tôi đi đâu chơi, bố đều dặn những câu giống nhau, nói mãi đến nỗi tôi cũng thuộc lòng, nhưng tôi biết bố cũng chỉ muốn tốt cho con, dặn dò tôi cẩn thận. Bố mẹ tôi hay trêu, có con gái trong nhà như là hũ mắm treo đầu giường. Tôi bĩu môi, chả có mắm nào thơm như mắm này đâu ạ. Thế là bố mẹ chỉ cười xòa. Hồi trước, mỗi lần tôi hay em trai xin tiền, bố tôi đều bảo, bố mày làm gì có tiền, mẹ mày cầm hết rồi. Nhưng chỉ cần tôi đi đâu chơi, bố đều cho khá nhiều, xin vài chục, cho hẳn vài trăm. Nhớ lúc học cấp 2 hay cấp 3 gì đấy, đi đầm sen chơi cùng lớp. Bố hỏi mẹ cho bao nhiêu, tôi bảo mẹ cho 200, thế là bố lấy ví ra đưa thêm cho tôi 300. Tôi nhìn sơ thấy trong ví bố chỉ có ngần ấy, vậy mà bố vẫn lấy ra đưa hết cho tôi. Tôi xua tay bảo, thôi con có tiêu gì nhiều đâu, bố cứ cầm đi con không lấy đâu. Nói qua nói lại một hồi, bố tôi mới cất. Thế đấy, bình thường bố tôi hay bảo mình không có tiền, nhưng mỗi lần tôi đi đâu chơi lại là cho tôi, bảo là phòng hờ có thiếu gì thì lấy mà tiêu. Đợt Tết này, cầm tiền lương biếu mẹ một nửa, bố một nửa, dúi mãi vào tay bố mới chịu lấy. Bố bảo, bố làm gì cần tiền, giữ lấy mà dùng. Mẹ cũng bảo y chang, nhưng tôi vẫn nhất quyết không lấy lại. Hôm sau vừa dắt xe ra khỏi nhà, mẹ thì thầm, mẹ lấy tiền của bé để heo, bố bảo mẹ đem giả mày. Nhưng thôi, mẹ cứ đút heo, heo đấy sau này gần sinh nhật mẹ đập, mẹ cho bé hết. Tôi cười bảo, thôi heo của mẹ, mẹ giữ mà thịt, con chả lấy đâu. Sau đấy xách xe đi làm, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Tôi biết, dẫu tôi đã là cô gái hai mươi mấy tuổi đầu, chẳng còn bé bỏng gì cho cam,
Nhưng đối với bậc sinh thành, chẳng có đứa con nào là trưởng thành trong mắt của họ cả. Vẫn mãi là đứa trẻ hay khóc nhè hoặc là hờn giỗi vì một điều gì đó trong đời. Và tôi thích được bố mẹ gọi là bé vì nghe nó yêu thương chiều chuộng thế nào ấy. Cho dù sau này có 30 tuổi đi chăng nữa, nếu bố mẹ tôi còn gọi tôi như thế, chắc tôi sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mất. Nhưng nghe thực sự rất hoài niệm. Giống như dù tôi đã lớn, đã trưởng thành, vượt trăm sông nghìn núi thì vẫn mãi là cô gái bé bỏng mà hai người yêu thương. Chỉ cần quay đầu là có thể thấy được hai người đang ngồi, vẫn dáng vẻ ấy, hai chiếc ghế, một cái bàn, một bình trà thơm. Tiêu đề, vài câu nói chẳng cứu vãn được ai đó. Đối với một người đang suy sụp tinh thần và không còn khả năng vực dậy, điều thích hợp nhất với họ là liều thuốc an thần đến từ một người thật lòng quan tâm, chấp nhận im lặng ở cạnh, giúp họ vượt qua, chứ không phải những lời nói sáo rỗng kiểu như rồi cũng sẽ ổn thôi, hãy mạnh mẽ lên nào. Yếu đuối cho ai xem, hãy vì mình mà vượt qua. Hay những lời tò mò muốn biết rõ mọi chuyện. Nếu họ có thể mạnh mẽ vượt qua thì đã không suy sụp như thế rồi. Giống như bạn đang khuyên một người câm cố gắng học nói, một người sống tiêu cực cố gắng lạc quan ngay tức khắc vậy. Có thể đối với bạn, nỗi đau của họ chẳng là gì, vì bạn đã từng trải qua những thứ còn khủng khiếp hơn thế. Nhưng bạn đâu phải là người trong cuộc, sao có thể thấu hiểu hết sự đau đớn tột cùng trong tâm khảm của họ. Đừng bảo người đó suy nghĩ lạc quan hơn, mà hãy ôm lấy họ, vỗ về hoặc là im lặng ở bên, cho họ sự chân thành quan tâm hơn là động viên người đó bằng những lời nói sáo rỗng. Hãy luôn nhớ rằng, lời nói đôi khi lại vô tình giết chết người khác nhanh hơn là hành động. Tiêu đề: Có ai đó đã trở thành kỷ niệm. Dạo gần đây, em thường hay quên một vài chuyện. Ví dụ như, buổi sáng thức dậy, trong lòng đột nhiên rất nặng nề, chậm chạp chuẩn bị đi làm. Trên đường đi còn rơm rớm nước mắt. Chả hiểu vì sao lòng đau như thế. Muốn gọi cho anh kể lể đôi điều tủi thân, lại quên mất mình không thể làm phiền anh nữa. Hóa ra sự nặng nề ấy đến từ một người đã cũ. Khi đi làm, trong lúc trò chuyện cùng đồng nghiệp, nghe cô ấy nhắc về người yêu, nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Cả ánh mắt cũng sáng lấp lánh. Trong lòng em thầm vui mừng cho cô ấy, rốt cuộc cô ấy cũng đã được hạnh phúc rồi. Sau đó đột nhiên nghĩ đến anh, muốn kể cho anh nghe câu chuyện của cô ấy, lại giật mình nhận ra, anh và em đâu còn gì để chia sẻ nữa. Hôm nay thành phố đổ mưa, bầu trời xám xịt, gió thổi rất mạnh, em đang nghĩ anh có nhớ mà mang theo ô hay không. Mưa lớn thế này, đừng vội về nhà, trú tạm lại một chút thì sẽ tốt hơn. Là thời tiết âm u mới khiến lòng người u ám, hay vì trong lòng vốn đã bộn bề mây đen. Buổi tối về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lấy điện thoại muốn kể anh nghe hôm nay thế nào, muốn thông báo rằng em đã về nhà. Thế nhưng chẳng phải là không thể hay sao? Thiệt tình, có đôi lúc em lại quên mất rằng ai đó đã bước ra khỏi thế giới của mình từ lâu rồi, vậy mà cứ nhớ rằng họ vẫn ở còn đấy. Sau đó lại vùi mình vào cái mớ rối ren trong lòng. Thỉnh thoảng em lại nhớ về ngày trước, khi chúng ta vẫn còn tay trong tay dạo quanh phố hè, nói vu vơ về những thứ xa vời và hay bông đùa cùng nhau. Đôi khi lời anh nói vẫn thoang thoảng bên tai, dịu dàng và ấm áp. Thỉnh thoảng, chỉ cần trời nắng là lại nhớ tới lúc anh dặn mang mũ, trời mưa sẽ nhớ anh dặn mang ô. Ngày trước em bảo, thời tiết nơi này ẩm ương quá, anh cười đùa. Có ẩm ương bằng em hay không? Bây giờ nơi này bước vào mùa mưa rồi, nhưng vẫn có điều ẩm ương của nó. Sáng sớm thì nắng oi bức, chiều muộn thì bắt đầu đổ mưa rào. Thế nhưng giờ chẳng có ai bên cạnh chiêu em, thời tiết ẩm ương sao bằng cô người yêu của mình nhỉ? Tiêu đề, sau này em sẽ hiểu. Sau này em sẽ hiểu. Mỗi khi người đến với cuộc đời này đều có những ý nghĩa khác nhau, chẳng ai vì ai mà tồn tại mãi mãi. Sau này em sẽ hiểu, có người vì em mà ở cạnh, có người lại muốn em hạnh phúc mà rời xa, nhưng cũng có người vì không thích em nên lạnh nhạt. Sau này em sẽ hiểu, giữa tạm bợ, mập mờ và chân thật chỉ cách nhau một con đường nhỏ, đi sai hướng sẽ bị lạc. Sau này em sẽ hiểu,
Đôi khi mọi sóng gió và nỗi đau của em đều bắt nguồn từ những người bên cạnh, những người mà em luôn yêu thương. Sau này em sẽ hiểu, điều khiến một ai đó an lòng chỉ đơn giản là cùng người mình yêu bên cạnh nhau mãi, ngày ngày, tháng tháng hạnh phúc. Tiêu đề: Bình yên là khi. Khi bạn đi qua nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện, vấp ngã đôi ba lần và thất vọng nhiều đến chai sạn, thì sẽ nhận ra rằng thế giới này chẳng có gì sánh được với bình yên. Sống bình yên, yêu bình yên, không cần cầu kỳ xa hoa, không đao to búa lớn, chỉ là khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống thì có người ở cạnh bên, lắng nghe bạn nói rồi dịu dàng ôm lấy bạn. Khi bạn muốn từ bỏ mọi thứ, muốn bỏ chạy, có người nắm tay bạn và nói: "Đừng lo, còn có tớ đây." Khi về đến nhà, thấy bố mẹ ngồi đấy, nhâm nhi ly trà, cất tiếng hỏi: "Đi học đi, làm gì mà về muộn thế? Vào thay quần áo, ăn cơm rồi nghỉ sớm cho khỏe." Là khi bạn đã trưởng thành, bố mẹ vẫn khỏe mạnh. Là khi bạn đã thành đạt, bố mẹ vẫn cạnh bên. Là khi bạn có mọi điều tốt đẹp trong đời, có người cùng bạn chia sẻ niềm vui. Bình yên là thế, đơn giản và hồn nhiên đến lạ. Có người ngồi sau yên xe cùng bạn phi vu phố phường. Có người yên lặng nghe bạn kể chuyện, dù nó nhạt nhẽo đến đâu. Có người nấu cho bạn những món ăn đơn sơ của quê hương đầy ấm áp. Và có người thỉnh thoảng vào đúng lúc, đúng thời điểm nói rằng: "Vẫn còn tớ đây, vẫn còn bố mẹ đây, vẫn còn em đây, vẫn còn anh đây." Tiêu đề: Những điều dần hóa cũ kỹ. Tôi không có thói quen đọc lại những tin nhắn của người đã cũ, cho dù là người bạn từng rất thân hay là người đã từng rất yêu, bởi tôi không đủ can đảm để nhớ lại những gì mà chúng tôi từng trải qua bằng những dòng chữ ấy. Có thể tôi sẽ không quên những hồi ức về khoảng thời gian cũ kỹ ấy, thỉnh thoảng còn nhớ rất rõ mọi việc đã diễn ra như thế nào. Thế nhưng, việc phải đọc lại những điều mà người cũ đã nhắn, những câu từ ngọt ngào và thân thiết đến lạ kỳ sẽ chỉ khiến tôi thêm đau lòng. Chúng như là một bằng chứng cho việc mối quan hệ giữa chúng tôi là thật và kết cục không mấy có hậu cũng là thật, chẳng phải do tôi tự tưởng tượng ra. Những dòng tin nhắn ấy chẳng còn lại gì ngoài chua chát. Cho dù là ngọt ngào và lãng mạn đến đâu thì chúng cũng đã trở nên thật cũ kỹ. Có hai điều mà bản thân sẽ tự xát muối vào vết thương của mình. Một là cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ. Hai là vẫn tiếp tục nhắn tin với người cũ. Những điều cũ kỹ là hoài niệm, là một trạng thái mang dáng dấp của quá khứ, không còn thuộc về tương lai. Cũ kỹ khi lên màu sẽ mang một vẻ đẹp hoài cổ khiến lòng người dịu dàng và nên thơ hẳn. Nhưng cũ kỹ đôi khi lại mục nát, vỡ vụn, khiến lòng người chỉ có đớn đau cùng chật vật mỗi khi nhớ lại. Vì vậy mà những thứ đã cũ rồi, đôi khi cũng không nên dùng đến nữa, phải bỏ đi để thay thế cho cái mới. Nếu bạn cứ khăng khăng giữ chúng lại, thì đến một lúc nào đó, chúng sẽ mục nát mà vỡ vụn ra. Bạn không thể dùng đôi bàn tay bằng xương bằng thịt của mình để nhặt chúng lên rồi chép lại. Càng không thể ôm khư khư trong lòng để chúng tự ý ăn mòn các tế bào trong cơ thể của bạn và khiến mình bị nhiễm khuẩn được. Phần 3: Những mẫu giấy ghi chú dành cho bạn. Số 1: Năm ngoái khi vô tình gặp lại, chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt một cái. Bởi lẽ, nếu đã chấm dứt thì nhất định phải trở thành người dân, không nên dây dưa, lại càng không thể tỏ ra bình tĩnh như trước. Đồ cũ không dùng đến nữa thì nên bỏ, người cũ không đáng nhắc đến thì nên quên. Số 2: Người có khuôn mặt lạnh lùng, chưa chắc lòng họ cũng như tảng băng, đôi khi lại cô đơn rất nhiều. Người cười nhiều, chưa chắc đã vui, có khi đêm về họ sẽ bật khóc một mình, thể hiện rõ lòng mình, đau đơn giản như là ăn một viên kẹo hay là nếm thử miếng chanh, chua ngọt đều dễ dàng nói ra. Số 3: Mãi mãi chẳng ai có thể hiểu được người khác, dù cho họ có nói rằng tôi đã đặt mình vào vị trí của cậu, nhưng không, dù có đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, họ cũng mãi mãi không thể thấu hiểu hết được tận sâu trong lòng của bạn nghĩ gì. Bởi lẽ, họ là họ, bạn là bạn. Chúng ta chỉ giống nhau về hoàn cảnh, chứ không giống hệt nhau về cảm xúc được. Số 4:
Con người rất kỳ lạ, chỉ cần nghe một câu nói thôi cũng đủ mỉm cười vui vẻ cả ngày. Nhưng cũng chỉ cần một bản tình ca thôi lại khiến họ rơi nước mắt, rồi nghĩ về chuyện cũ, về chuyện gần đây hoặc là chuyện của tương lai xa xôi. Rồi lại nhớ đến chuyện đau lòng trước kia, cũng bao nhiêu bi phẫn, ấm ức đều hóa thành nước mắt, cứ thế ồ ạt mà tuôn trào, vùi đầu vào gối mà khóc. Có đôi khi chỉ cần một việc nhỏ nhặt thôi cũng gợi cho người khác bao chuyện hỉ nộ ái ố trong đời. Số 5. Một đời người có bao nhiêu cái gọi là tuổi trẻ? Năm tháng qua rồi, làm sao có thể quay trở lại? Cho dẫu chúng ta có hối hận hay nối tiếc thì cũng đã trở thành quá khứ. Chỉ cần một giây trôi qua thôi cũng là chuyện đã qua. Số 6. Trong tiếng Nhật có một câu như thế này, có nghĩa là đời người chỉ gặp một lần. Cho nên trong cuộc đời này, có một số người bạn chỉ có thể gặp được một lần. Gặp được rồi, hoặc là nhớ mãi không quên, hoặc là phai nhạt trong tâm trí. Số 7. Mỗi người đều có câu chuyện buồn và sự cô đơn trống trải ở bên trong họ. Mỗi từ ngữ thốt ra từ miệng của người có tâm hồn cô đơn, tuy không rõ ràng rành mạch cảm xúc khi ấy, nhưng cũng chứa đựng được sự trống trải bên trong, và cả nụ cười của họ cũng toát lên một nỗi buồn kỳ lạ. Bạn nhận ra là vì sâu thẳm trong lòng của bạn cũng có nỗi cô đơn đang cuộn trào, hoặc là bạn hiểu người đó, hoặc là do bạn đoán bừa. Số 8. Suy cho cùng, dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cũng đừng vội biến nó thành một thói quen. Nếu hấp tấp biến người nói chuyện với bạn mỗi ngày thành một thói quen khó bỏ, thì khi người đó đột ngột biến mất, người tổn thương chỉ có thể là bạn. Số 9. Trên đời này, chẳng có ai hoàn toàn vô tâm hay lạnh lùng, chỉ là bạn không phải người mà họ muốn yêu và muốn đối xử dịu dàng mà thôi. Số 10. Bởi vì bất lực nên đành thuận theo tự nhiên, bởi vì trong lòng không có nơi nào nương tựa nên thích ứng được với tất cả mọi hoàn cảnh. Số 11. Chuyện tình cảm ấy mà, dù cho một người có cố gắng cách mấy cũng không thể tự mình xác định mối quan hệ giữa hai người. Một người có thể sẵn sàng bước đến cạnh bạn, cũng có thể quay lưng rời đi. 12. Tuổi trẻ ấy giống như là một dòng sông vô tận, trôi mãi không ngừng, tới mỗi khúc quẹo cua là một thử thách, mà nhất định chúng ta phải biết cách vượt qua. Số 13. Cuộc đời này sẽ không vì bất kỳ ai mà đối xử tử tế mãi. Nắng sẽ không vì ai mà tắt, thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại, trái đất cũng chẳng vì ai mà ngừng quay. Cho nên, chỉ có thể nhanh chóng làm những gì mà bạn muốn làm, gặp những người mà bạn muốn gặp, trân trọng những người đáng trân trọng. Số 14. Cô gái thân yêu của tôi, bất kể em đã từng trải qua chuyện gì, đều phải cố gắng khiến mình giống như là ly nước trắng, phải thật bình thản, phải thật thanh khiết. Nước trắng không phải là không có vị, nó là thứ mà em có thể thay đổi thành bất cứ mùi vị nào mà em muốn. Số 15. Một mình vẫn sống tốt là tổng hợp của nỗi buồn, cô đơn, trốn chạy và bất lực. Số 16. Khoảng cách đáng sợ là vì bạn căn bản không biết được đối phương đối với bạn là nhớ hay đã quên. Số 17. Có rất nhiều người luôn miệng nói đây là lần cuối cùng để thuyết phục bản thân, sau đó lại làm điều tương tự. Số 18. Thỉnh thoảng có một vài mối quan hệ thích hợp dừng lại ở hai chữ bạn bè, chẳng nên tiến xa hơn, cũng khó lòng mà lùi lại, bởi chúng ta đã in một dấu mốc vào đời của nhau một cách vô hình. Số 19. Trong sách có một câu như thế này, có nghĩa là thời gian trôi qua, nỗi đau rồi sẽ vơi dần. Dẫu vậy, trên đời này vẫn có một vài nỗi đau, dù đã liền sẹo, nhưng chỉ cần trời trở gió một chút là sẽ lại đau âm ỉ, chẳng cách nào lành lại được. Có thể nói, mỗi người sẽ mang những nỗi đau và vết sẹo khác nhau. Có người dùng tiền và thời gian để giải khuây, có người dùng bia rượu để quên đi, cũng có người dùng sự im lặng như mây trời, như là mặt biển, để sự tĩnh lặng đó nuốt trôi nỗi đau. Nếu có trách thì chỉ có thể trách lòng người bạc bẽo, lòng bạn lại quá yếu đuối. Số 20. Bởi trong lòng của mỗi người
đều có một vết cứa khắc sâu vào lòng ngực. Ta thương xót cho người, tình nguyện bên cạnh, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau ấy. Chỉ mong một ngày nào đó, nơi tận cùng của bi thương ấy sẽ nở rộ một đóa hoa xinh đẹp, tỏa hương thơm ngát, xóa nhà đi những đớn đau mà người luôn mang theo. Số 21. Mong bạn mùa đông ấm áp, mùa xuân không lạnh. Mong bạn mùa hạ mát mẻ, mùa thu dịu dàng. Mong bạn trời mưa sẽ có ô che, trời nắng sẽ nhớ đội nón. Mong bạn bốn mùa vui vẻ, một đời an yên. Số 22. Ai trong đời mà không có một thời tuổi trẻ? Nếu như bạn không thể khiến nó trở nên tươi đẹp như ý muốn, thì cũng đừng để nó trôi qua một cách lãng phí. Số 23. Tình yêu là một trò cá cược, mà phần thưởng lại là hạnh phúc của bản thân. Số 24. Đời người có hai loại quan hệ, một loại là quên, một loại là ở lại trong tâm trí. Thế nhưng loại ở lại trong tâm trí này chỉ giống như là một mảng ký ức xinh đẹp mà khi nhắc đến, chúng ta chẳng còn cảm thấy gì nữa. Chỉ đơn giản là tồn tại trong tâm trí của ta như là một hồi ức đẹp, không đau lòng, không luyến tiếc, cũng không oán trách. Nó thể hiện để chúng ta nhận ra rằng, thì ra ngày xưa đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ như thế, và hiện tại nếu có nhớ thì cũng là nhớ đến năm tháng khi ấy, chứ không phải là nhớ về một người. Số 25. Tự nhủ với bản thân là phải luôn mạnh mẽ, dẫu ngoài kia có bao nhiêu sóng gió. Tự hứa với lòng là phải luôn vững vàng, dẫu không còn ai bên cạnh. Đừng hèn mọn vì trái tim nát tan mà khóc mãi vì một người. Làm mình đau, đau người, đau cả thế gian trong lòng của mình. Dù thật tàn nhẫn, thật đớn đau, nhưng chỉ có thể kiên trì, cố gắng, chịu đựng mà vượt qua bão lòng. Số 26. Sau này nếu có gặp lại, tôi hy vọng mình sẽ đủ can đảm mà lướt qua em. Trái tim sẽ không còn rộn ràng khi nhìn thấy em. Ánh mắt sẽ thôi không chất chứa bao nỗi niềm khi nhận ra em. Sau này, nếu gặp lại, tôi hy vọng mình sẽ tĩnh lặng như mặt biển, không dao động khi trông thấy em nữa. Nếu gặp lại, chỉ mong rằng có thể bình thản mà nói câu, đã lâu không gặp. Lời kết. Những người đang đọc những dòng chữ này, xin hỏi các bạn bao nhiêu tuổi rồi? Ở độ tuổi này, bạn đã làm được gì cho mình và người thân hay chưa? Bạn có thấy hài lòng với những gì mình đang có hay không? Bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi, thở thiếu thời của mình chưa? Bên cạnh bạn, đã có ai để bạn bảo vệ hoặc được bảo vệ chưa? Hôm nay, mấy giờ bạn về nhà? Đang uống tách trà, thư giãn bên giường hay là đang pha cà phê để chạy deadline? Bạn có thú cưng chứ? Chúng có đáng yêu hay không? Bạn có người mình yêu thương và trân quý cả đời chứ? Người đó có đang cùng bạn hạnh phúc hay không? Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Hôm nay bạn mệt mỏi hay không? Chúng ta đều là những con người không quen biết nhau, chỉ đơn giản hỏi thăm nhau vài câu thôi cũng đã là điều rất kỳ lạ rồi. Người đang đọc những dòng chữ này, bạn đã tìm được người mà mình yêu thương chưa? Trong quãng đời dài đằng đẵng và đầy gian truân thế này, có nơi nào để bạn bình yên hay không? Ai đó đã từng nói, những người khách qua đường thì có hàng vạn người, nhưng chỉ duy nhất một người là toàn tâm toàn ý với bạn. Một lần gặp nhau thì nhất định phải nhớ cả đời. Bạn đã gặp chưa? Tôi không biết trong lòng của bạn có bao nhiêu vết thương chưa lành, cũng không biết nỗi đau của bạn đang gánh chịu hay là những trách nhiệm trên đôi vai ấy. Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy bình yên trong từng câu chữ này. Chúc bạn một đời bình yên. Sài Gòn, 12 tháng 5, 2019.